Vâng, tín hiệu chào bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh em. Tiếp tục với chương trình video thì lại lên cho bác một số mặt hàng bên em đang phân phối nhá. Quay trực tiếp và báo giá cho bác luôn. Để bác nào có nhu cầu về hàng hóa bên em thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với em theo những cái số điện thoại nhá, em đang để trực tiếp ở trên màn hình. Gọi điện theo những cái số trên màn hình để em tư vấn và chốt đơn hàng. Và lưu ý giúp em, khi mà các bác mua hàng bên em thì nhớ giúp em là trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship rồi. Giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng các bác được kiểm tra và thanh toán nhá. Đó thì quy cách mua hàng rất là đơn giản. Đó, cứ gọi điện trực tiếp để em tư vấn và chốt đơn hàng nhé. Đấy. Xem video thì đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh. Nó xem sản phẩm và video mới nhất của em thôi nhé. Đó thì em sẽ đi vào những cái mã hàng đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Rồi, cái mã hàng đầu tiên thì em lên mã xả kho luôn đó bác. Đó là cái lọc rác ở cái bồn rửa bát nhá. Lên mã cho em sẽ cái lọc rác ở cái bồn chậu rửa bát mình. Đấy, các bác mua cho em thay cái này về. Cái này thì nó thoát nước rất là nhanh. Đấy, và cũng rất là tiện nhá. Đấy, mỗi lần mà các bác muốn nâng lên thì các bác cầm vào này các bác nâng lên. Đó, rất ok luôn, nó rất là nó thiết kế rất tiện. Đây nó có cả một cái nắp đây để nó đóng kín van nước này. Đấy, các bác cho nó xuống. Đấy, cho nó khớp xuống nó sẽ đóng kín van nước bên dưới nhá. Còn nếu mà các bác muốn nâng lên cho nước nó thoát thì các bác kéo nó lên, xoay. Đấy là sẽ khớp vào rất ok. Đây, toàn bộ phần lưới có nó thiết kế dạng lưới inox nhá, thoát nước rất là nhanh. Đấy, và khi mà các bác cầm rác cầm ra các bác đổ rác ra cũng rất là tiện luôn. Giá thì bình dân thôi, chỉ bên em đang gửi bác giá một cái lọc rác ở cái bồn rửa bát này. Giá của nó sẽ là 15k một cái nhá. 15k nhá, 15k lên mã giúp em sẽ là cái lọc rác ở cái bồn chậu rửa bát nhá. Đấy, ví dụ như cái bồn nhà mình hiện tại đang bị hỏng không có cái này này, hoặc là cái nhà mình nó thoát nước chậm đấy, các bác mua cho em cái này về các bác thay vào. Đấy, nó chỉ có 15 ngàn thôi, về các bác thay vào rất là ok, dùng rất ok. Cái này em bán khá là nhiều, dùng hay lắm. Đây, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đây, đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy, thực tế sản phẩm nhá. Đấy, ví dụ về đấy các bác sử dụng này, nó thoát nước rất nhanh nhá. Bình thường những cái dạng nắp cống cũ nó cứ hay bị dính dính rồi là nó rất là khó sử dụng mà thoát nước rất là lâu. Đấy thì về các bác mua cái này về cho em sử dụng rất là ngon lành luôn. Đấy, các bác đổ rác ra nó cũng rất là tiện đó, thoát nước cực kỳ nhanh luôn nhá, dùng rất là ok luôn. Đấy, chỉ việc cầm vào cái núm mấy các bác nâng lên là xong đó. 15k một cái nhá, lên mã giúp cho em sẽ là cái lọc rác thông minh ở cái bồn chậu rửa bát nhá. 15k một cái lọc rác nhà. Rồi, một cái mã hàng rất là hay mà lâu lâu không lên cho bác coi, đó là cái miếng dán ngải cứu. Miếng dán ngải cứu chuyên để các bác dán cổ vai gáy, giá rất là tốt luôn nhá. Đấy, cái miếng này thì bên em bán rất là nhiều rồi mà giá nó rất là bình dân, nó chỉ có 20 ngàn thôi nhá, 20k một cái hộp miếng dán ngải cứu thôi. Đấy, 20k nhá. Một hộp thì sẽ gồm có là 12 miếng. Đây, bóc cho bác coi, 12 miếng. Trong này thì nó đã tẩm ngải cứu cũng như là những cái thành phần thảo dược bên trong này các bác dán. Đấy, bác nào đang bị đau cổ vai gáy các bác dán cực kỳ nhạy luôn nhá. Đấy, giảm đau nhức cổ vai gáy, đau nhức xương khớp. Đấy, nói chung là các bác cứ đau chỗ nào các bác dán đấy. Cái này nó kiểu dạng miếng dán xong bát ấy, nhưng mà cái này thành phần nó từ ngải cứu nên nó rất là lành tính nhá. Đấy, thành phần từ ngải cứu thảo dược rất là lành tính. Về các bác chỉ việc bóc qua này. Đấy, bóc qua. Cái này em cắt móng tay đâm hơi khó bóc. Đấy, các bác bóc ra nhá. Sau đó là các dán trực tiếp vào cái chỗ nào các bác muốn muốn dán. Đấy, dán vào cổ vai gáy, dán vào chân vào tay, những cái chỗ nào đau các bác. Đấy, bóc cái này ra, dán trực tiếp vào cho em là các bác sử dụng thôi, rất là hay luôn. Đó. Một hộp này thì là 12 miếng nhá. Đấy, một hộp là sẽ gồm có một túi, một túi này thì sẽ có là 12 miếng nhỏ. Mùi cao cực kỳ thơm luôn, bóc ra thơm lắm. Đấy. Báo giá bác luôn nhá. Bên em đang gửi bác một cái hộp miếng giá cao dán cổ vai gái, một hộp 12 miếng nha, một túi 12 miếng này, giá của nó sẽ là đi 20k nhá, 20k đây này, một hộp là 12 miếng này, 20k nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái miếng dán ngải cứu nhá. Đấy, miếng dán ngải cứu đó. Một hộp 12 miếng với giá sẽ là 20k một hộp. Đó, 12 miếng 20k một hộp, dán cực kỳ là ok. Cái này bán cực kỳ nhiều luôn mà dùng rất là nhạy. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đau mỏi vai gáy, đau lưng, thoát vị đĩa đệm là căn bệnh xương khớp phổ biến ở người già và người trưởng thành. Sử dụng ngay miếng dán ngải cứu đa năng, dán trực tiếp lên vị trí đau như vai gáy, cột sống lưng. Đặc biệt với những người mắc bệnh thoát vị đĩa đệm hoặc thoái hóa đốt sống nên sử dụng miếng dán hàng ngày để hỗ trợ điều trị. Ngoài ra, sử dụng miếng dán giúp giảm đau cơ bắp khi chơi thể thao hoặc vận động mạnh. Có thể dán trực tiếp lên các khớp tay, khớp chân. Sản phẩm giúp giảm đau sau 5 đến 10 phút sử dụng. Thành phần chủ yếu là ngải cứu nên rất an toàn và hiệu quả, không có tác dụng phụ như những loại cao dán thông thường khác. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy. Tôi bị đau khớp, đau cực kỳ ok. Ủa? Luôn. Cả ngày làm việc vất vả rồi, khóa nhớ lại khúc về nhà dán mấy cái miếng này vô xong đi ngủ nè mấy bà. Mấy bà cứ làm thử theo tôi nha. Chị em nhà tôi làm bữa giờ đó trời, ngủ ngon. Sâu giấc mà không có bị đau vai gáy nè, không có bị tê hai cánh tay nữa nha mấy chị. Ngủ vô ngon hết sức luôn á, sáng mai dậy tinh thần thoải mái làm việc nữa nha mấy chị. Lên mua hàng em để góc trái nha.
Đấy, đấy là cái miếng dán ngải Cảm cứu ơn nhá. nhau Lên mã em sẽ cái hộp miếng dán ngải cứu, một hộp là 12 miếng nhá. Đấy sẽ gồm có một túi, nó được như một chiếc túi nhá. Đấy, 20k một hộp nhá. Giá rất tốt mà sản phẩm dùng rất là hiệu quả luôn. Sản phẩm thì em lên luôn cho bác cái mã hàng lâu lâu cũng không quay cho bác này. Đó là cái máy bào rau củ quả nhá, em báo giá luôn. Đấy, lên mã em sẽ cái máy bào rau củ quả nhá. Đấy, rau củ quả. Cái này thì các bác cứ cho các ốc bào thôi. Rất là nhàn luôn mà lại vừa tập thể dục vừa nấu ăn rất là tiện. Đó, giá thì em báo luôn. Bữa trước em bán cho bác là 150 ngàn, nay em giải bác mức giá rất dễ mua luôn, 110 ngàn cho một chiếc máy bào rau củ quả này, 110 ngàn một cái nhá. Dùng rất là hay. Đây. Tháo ra hướng dẫn các bác cách lắp đặt luôn. Cái này thì rất là dễ dàng sử dụng luôn. Đấy. Bộ sản phẩm đi kèm sẽ gồm có là 3 bộ lưỡi này. Đấy. Và một thân máy này, một thân máy. Cái này thì cực kỳ dễ lắp đặt luôn. Đó. Thì nó sẽ gồm có một cái tay quay như này và một cái con thân máy. Thì đây, đầu tiên là các bác sẽ lấy cho em cái trục này ra nhá. Đây là cái trục để các bác lắp lưỡi vào. Đấy, thì lấy cho em cái bộ lưỡi này ra. Một cái túi này nó sẽ gồm có là 3 bộ lưỡi nhá, 3 bộ lưỡi này. Đây, 3 bộ lưỡi này, một bộ cái kiểu dạng bào 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 dạng bào lát này. Đấy. Một bộ bào lát, bào bào lát này và một bộ bào sợi này. Đây ví dụ như em lấy cho bác một cái bộ bào sợi nhá. Đấy thì một bộ sẽ gồm có hai chiếc, thì các bác lấy cái bộ này để các bác lắp vào đây. Đây em hướng dẫn các bác về lắp đặt và các bác sử dụng luôn nhá. Thì các bác xem kỹ cái đoạn này. Đấy, các bác bấm nó vào. Đấy, các lắp nó vào. Sau đó là các bác cho nó vào đây. Cho nó vào trong này. Đấy, cho nó vào trong này. Và các bác lắp cho em cái tay quay này vào. Lắp cái tay quay này vào nhá. Đấy, các bác xem nó khớp vào này. Đó, xoáy cho em chặt cái này vào. Xoáy chặt cái này vào. Ok, cứ thế là cái này là các bác quay thôi, cứ thế là các bác quay. Đây thì đây, khi mà quay thì nó sẽ quay tròn nha. Và các bác cứ cho rau củ quả vào đây các bác quay nhá. Đấy thì cứ cứ quay thôi, à cứ cứ cho đây các bác quay. Và khi mà sử dụng ấy thì nó sẽ có kèm một cái này gọi là cái ấn thôi nhá. Đấy thì các bác ví dụ như nó gần hết rồi thì các bác cho cái này vào để có ấn, đỡ phải thò tay, và thò tay đôi khi nó nguy hiểm mà. Đấy các bác lấy cái này các bác ấn nó xuống. Đấy sau đó các bác quay. Mình cứ vừa quay vừa ấn cái này thì nó sẽ xuống, nó sẽ bào. Bào thì nó sẽ nhả ra cái lỗ này. Có thế thôi, rất là dễ dàng sử dụng luôn. Nghĩa là các bác vừa tập thể dục vừa có thể nấu ăn được luôn. Đấy, quay tay tập thể dục nấu ăn ok luôn nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái máy bào rau củ quả nhá, rất là chắc chắn xịn sò luôn. Giá của nó sẽ là 110k một chiếc nhá, 110k một chiếc. Máy bào rau củ quả đi kèm cho bác là sẽ gồm có là 3 bộ lưỡi đi kèm. Đấy, 3 bộ lưỡi đi kèm để về các bác sử dụng. Đấy, các bác dùng bộ nào thì các bác lấy bộ lưỡi ra các bác lắp vào nhá. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đó, đây. Đây các bác cùng coi này. Không phải, xem cái quảng cáo này có vẻ khó tin vãi. Vậy để mình làm chuột bạch chất thử cho mọi người xem trước nhá. Kết cấu bên trong thì cực kỳ đơn giản. Bên trong sẽ được tặng kèm 6 lưỡi dao, tức nghĩa là có 3 loại lưỡi nhá. Bắt đầu thì thấy nó rất là ọp ẹp và dễ bung, nhưng hóa ra là mình chưa phải có những chốt đằng sau. Nay mình sẽ cho nó trải qua 3 mức độ khó khác nhau. Đầu tiên với dưới chuột mềm nhất thì mình thấy nó cắt khá là ngọt, giống được như video nhá. Còn với củ hành tây này thì mình mua hơn 1 tháng rồi nên là nó rất là héo. Vì héo nên là khi cắt nó sẽ hơi hắc nhẹ một chút. Tuy nhiên là nó vẫn hoàn thành xuất sắc nha. Trước đây khi chưa biết được cái máy này thì mỗi lần làm nem là phải sắt hành tây bằng tay. Mà sắt hết củ này thì đúng là cay mắt thấy bà luôn đấy. Các chị em mà gặp cái máy này thì đúng là vị cứu tinh luôn đấy. Còn với khoai tây thì các bạn nhìn thấy rồi, thực sự là nó cắt quá ngọt luôn. Tổng kết lại là đáng mua nha. Đấy, rất ok nhá. Về các bác có thể là xay bào rau củ quả, xay khoai tây, xay dưa chuột, xay bào sợi, bào lát các thứ. Về các bác chỉ việc cho đây các bác quay rất ok luôn. Đấy, cứ quay này là sẽ ra sản phẩm nhá. 110k một chiếc nhá. Máy bào rau củ quả 110k một cái. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái này là cái khay hấp xôi này. Lên mã em sẽ là cái khay hấp xôi hoặc là cái khay hấp bánh bao đều được nhá. Đấy, đi qua cứ lên mã em sẽ là cái khay hấp bánh bao hoặc là khay hấp xôi hoặc là khay hấp cũng được. Giá thì bình dân thôi. Nó chỉ có 40.000 một cái thôi nhá. Về dùng tiện lắm. Cái này về dùng tiện, các bác dùng để hấp xôi này, rồi là làm những cái món đồ hấp rất tiện dụng luôn. Đây. Đấy, lên mã em sẽ là cái khay hấp. Đấy, khay hấp xôi, khay hấp bánh bao đều được. Khay hấp này. Khay hấp này thì giá của nó sẽ là đi 40.000 một cái thôi. 40k một cái khay hấp nha. Inox 304 luôn nhá. Đây. Bình thường thì nó sẽ tròn nha, còn nếu mà các bác muốn sử dụng, các bác muốn mở ra thì nó rất là to. Đấy, đường kính của nó phải lên đến khoảng tầm là 26 cm nhá, rất là to luôn. Và bên dưới là nó có những ba cái đế chân nha. Đấy, ví dụ các bác để nó cách mặt nước ra một chút. Đấy, các bác ví dụ muốn hấp đồ thì các bác cho một ít nước vào. Đấy, như kiểu dạng mình hấp cách thủy, rồi là ví dụ như là mình có những cái món tôm hấp này, rồi là xôi hấp, bánh bao hấp, rồi các bác cho đây hấp. Đôi khi ví dụ như là các bác hấp ấy mà phải lôi những cái nồi hấp ra nó rất là cồng kềnh. Đấy, các bác mua trên cái bộ về nó rất là nhỏ gọn thôi. Đấy, nó nhỏ gọn, nó chỉ có trong nhà này thôi. Đấy, các bác để trực tiếp vào cái xoong các bác đang đun. Đấy, có nước sẵn rồi, các bác để những cái đồ hấp lên đây các bác hấp, thế là xong. Đấy, hấp tôm này, hấp xôi này, hấp bánh bao này, các thứ này rất tiện dụng luôn. Inox 304 nhá, nên là dùng yên tâm với sức khỏe. Đó.
Đường kính khi mà mở rộng ra nó lên đến khoảng tầm là 26 cm nhé, 26 cm, rất là to luôn. Ngoài chức năng là hấp xôi thì các bác có thể dùng cái này các bác đựng hoa quả được này. Đấy, ví dụ như này các bác có thể đựng hoa quả. Hàng này thì hàng của Việt Nam nhá. Đấy, các bác đựng hoa quả hoặc là các bác hấp xôi, hấp bánh bao đều được luôn nhá. Lên mã cho em sẽ là cái khay hấp. Đấy, nó có thể là co trụm vào hoặc các bác có thể là cho xòe ra. Đấy là tùy theo cái kích thước đường kính của cái nồi của nhà các bác nhá. Cái này nó có thể là sử dụng được cho nhiều nồi, nồi to, nồi nhỏ là nó dùng hết luôn nhá. Đấy, tối đa cái nồi tối đa dùng được là 26 cm, thì ví dụ như là cái nồi 28 là cái này nó vừa khít luôn này. Đó. 40k một cái nhá, 40k một cái khay hấp nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng đó là cái bộ khay 5 tầng. Lên mã duy em sẽ là cái bộ khay 5 tầng. Đấy, bộ khay 5 tầng, cái bộ này thì bên em bán khá là nhiều luôn. Đó, bộ khay 5 tầng nhá. Thì đây, đấy, trên hình các bác coi thì nó sẽ thành 5 cái khay nha. Mà nhìn thì đây nó có một khay nhá, nhưng mà nó lồng lại là thành 5 cái khay nhá, 5 cái khay này. Kích thước sẽ gồm có là 10 này, 12, 14, 16 và 18. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ khay 5 tầng nhá. Bộ khay 5 tầng. Bộ khay 5 tầng, giá của nó sẽ là đi 50k một bộ thôi. Đấy, 50k bộ về các bác dùng để đựng thức ăn này, rồi là đựng đồ ăn, đồ uống, các thứ ở đây rất tiện dụng luôn. Rồi là các bác mà hay đi làm công trình, công trường, đi làm công sở, các bác hay phải mang cơm đi làm. Đấy, các bác mua cho cái bộ này về. Hoặc là ví dụ ở nhà nhà mình hay bảo quản đồ ăn, để trong tủ lạnh, các thứ thì rất là hay. Thì đây, nó sẽ gồm có là một khay này, hai khay này, ba khay này, bốn khay này và một cái khay to nhất là khoảng 5 khay. Và đi kèm thì 5 cái khay này là nó sẽ có là 5 cái nắp đậy đi kèm. Đấy, rất cẩn thận luôn nhá. Có cả nắp đậy đi kèm luôn, là khi mà ví dụ các bác có mang đồ ăn đi cái thứ giờ nó không bị văng ra, rồi ví dụ như là các bác để đồ ăn bảo quản trong tủ lạnh giờ. Đấy thì các bác cho vào trong này. Đấy, mình bảo quản tủ lạnh hoặc các bác để ở ngoài mình có đậy vào cũng ok. Nó có cái nắp đậy rất là an toàn. Đấy, không lo vi trùng, vi khuẩn, ruồi bâu cái thứ giờ vào. Ok, sạch sẽ, gọn gàng ok nhá. Đấy thì khi nào mà dùng xong thì các bác có thể lồng vào, nó rất là nhỏ gọn như này. Đấy, lồng vào nó rất là nhỏ gọn, còn khi mà bày ra thì nó sẽ có chồng lên 50 khay nhà nhá. Đấy thì lên mã cho em sẽ là cái bộ khay 5 tầng. Bên em đang gửi bác giá một cái bộ khay 5 tầng là 50.000. Kích thước của nó sẽ là 10 này, 12 này, 14 này, 16 và 18 nhá. To nhất sẽ là 18. Đó, bộ khay 5 tầng, 50.000 một bộ nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái bộ đũa thìa inox của Đức này. Đấy thì đây, đây là cái hộp thìa 5 chiếc của Đức nhá, hàng của thương hiệu Willing luôn nhá. Đấy, một hộp này là 5 chiếc. Đó, giá thì bên em đang gửi bác giá rất là tốt luôn. 50k một hộp nha, 50k một hộp. Lên mã em sẽ là cái bộ thìa inox 5 cái. Thìa inox nhá, thìa inox 5 cái. Giá của nó sẽ là 50k, hàng của Willing luôn nhá. Hàng hình hai thằng người này. Đó. Ngoài ra thì có đũa inox luôn, cũng nhiều bác hỏi đũa inox rồi. Đấy, đũa inox cũng của Willing luôn. Đó. À, một hộp 5 đôi. Giá cũng sẽ là 50k luôn, bán đồng giá đũa thìa như nhau nhá. Lên mã em sẽ là cái hộp đũa inox 5 đôi. Đấy, đũa inox nha. Một hộp là 5 đôi nhá, cũng 50k luôn, một hộp là 5 đôi. Su 304. Đây, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy, Su 304 logo Willing nhá. Đấy. À, phần đầu đũa thì có chống trơn trượt nhá. Nhiều bác hỏi là góc đũa này có trơn không thì cứ yên tâm là lóc không trơn. Đấy và đũa này thì inox này thì dùng rất là an toàn. Đấy, không lo nó bị nấm mốc này, không lo nó bị cong vênh này, rất là an toàn với sức khỏe luôn. Đó, đũa rất là đẹp, dễ dàng sử dụng nhá. Lên mã cho em sẽ cái hộp đũa inox 5 đôi. Một hộp này là 5 đôi với mức giá là 50k một hộp nhá. Đấy, đũa inox hàng của Willing nhá, hàng của Willing. Đó. Ngoài ra thì đây là thìa. Thìa đây, thìa cũng là 5 cái, thìa rất là dày, thìa dày lắm. Các bác nhìn này, cái thìa rất là dày. Đấy, thìa nó dày cộp luôn này. Đó. Su 304 nhá. Đấy, logo Willing này, bóng sáng loáng luôn. Một hộp thìa này sẽ gồm có là 5 cái nhá. Thìa rất dày luôn, thìa dày lắm đây. Lấy cho bác hai cái này. Đấy, những cái dòng thìa này khi mà các bác gõ vào với nhau thì nó cái tiếng kêu nó cọc cọc này thì các bác chứng tỏ là thìa rất là dày luôn. Đấy, về các bác sử dụng ok luôn. Lên mã thì em sẽ cái hộp thìa inox 5 cái nhá. Hộp thìa inox 5 cái, giá của nó sẽ là đi 50k nhá, 50k một hộp thìa inox 5 cái nhá, 50k một hộp. Còn đũa thì 5 đôi cũng là 50k, bán đồng giá luôn thì các bác có thể lấy đũa lấy thìa tùy nhu cầu nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác cái hàng đó là cái bộ dao đen của Nhật này. Đấy, của thương hiệu Asaka Japan, một bộ dao đen 5 cây. Giá thì siêu hạt rẻ, chỉ có là đi 50.000, à chỉ đỗ bác là 70.000 một bộ dao đen của Asaka Japan nha. Lên mã thì em sẽ là cái bộ dao đen nhá. Bộ dao đen này. Bộ dao đen. Đấy, bộ dao đen. Giá sẽ là 70.000 một bộ nhá, 70.000 một bộ. Đây. Một bộ của nó sẽ gồm có cho bác là 3 cây dao. Một cây này, đấy một cây vừa lọc vừa thái bản to này, một cây chuyên này các bác lọc này. Và một cái cây chuyên này các bác gọt hoa quả này. Đấy, cây chuyên gọt hoa quả có cả phần bật đia này. Đấy, 3 cây nhá.
Asaka Japan này, xịn sò ngon này luôn, sắc bén lắm. Tiếp theo thì là một cái sản phẩm rất hay, đó là cái này, đó là cái đánh vẩy cá nhá, các bác dùng để các bác đánh vẩy cá là bằng cái này. Đấy, các bác dùng cái này. Ngoài ra thì nó có một cái chi tiết rất hay nữa, đó là cái khuôn. Cái khuôn này ví dụ các bác làm bánh hoặc hai các bác hay dán trứng thì các bác dùng cái khuôn này. Đấy, khuôn hình trái tim. Rất ok luôn. Đấy, thiết kế rất đẹp nhá. Một bộ này sẽ gồm có là 5 món này. Đấy, 5 món 1 2. Và với lại 3 dao thì tổng là sẽ là 5 món nhá. Đấy, rất đẹp, rất chất lượng nha. Bộ dao đen nữa nhá, bộ dao đen lên mã giúp em sẽ là cái bộ dao đen nhá. Cái bộ này thì chủ yếu các bác dùng chuyên để các bác thái nhá, chuyên dùng để thái. Giá nó chỉ có 70.000 thôi. Nói chung là so với tầm tiền này các bác mua cho em bộ dao này thì nó quá ok rồi. Giá nó quá hạt rẻ luôn mà chất lượng thì cực kỳ là ok, sắc bén lắm, sắc cực kỳ luôn. Các bác nhìn cái chất dao nó này. Đấy, lưỡi sáng bóng nhá, sắc cực kỳ luôn. Đấy, không sắc không lấy tiền. Lên mã nha, sẽ là cái bộ dao đen nhá của thương hiệu Asaka Japan. Đấy, Asaka Japan này. Đó, giá sẽ là 70k một bộ dao đen nha. 70k một bộ. Sản phẩm tiếp theo thì đây, lên luôn cho bác, đó là cái bộ ví hồng. Lâu lâu qua cho em, không quay cho bác cái bộ này. Đó là cái bộ ví hồng nhá, lên mã sẽ cái bộ ví hồng này. Đấy, bộ này thì cực kỳ đẹp luôn. Đó. Đó, bộ này thì cực kỳ đẹp, rất nhiều chi tiết nhá. Đấy, sẽ gồm có các loại ví dụ như là bấm móng tay này, rồi là lấy dây tai này, có phần nặn mụn này, zip giếc cạo kia các thứ ra. Đầy đủ cho bác luôn, kìm cắt lấy ra chết. Dành cho chị em phụ nữ này, rồi là các ông các bà đều dùng hết luôn. Nói chung là dùng cả gia đình. Bộ này các bác mua về dùng đa năng, dùng cả gia đình nhà mình luôn. Đấy, đàn ông thì hay dùng những cái bấm tay móng chân, còn phụ nữ đàn bà thì hay dùng ví dụ như là zip giếc rồi những cái kìm kéo cắt lấy ra chết các thứ này, thì các bác hay dùng những con này. Nói chung là bộ này dùng xài cho cả gia đình nhà mình luôn nhé, trẻ em, người lớn, người già, đàn ông đàn bà đều dùng hết luôn nhá. Đựng trong chiếc hộp da rất đẹp luôn. Lên mã giúp em sẽ cái bộ ví hồng nhá. Đấy, bộ ví hồng. Đấy, màu hồng rất là đẹp luôn. Giá của nó sẽ là đi 60.000 một bộ thôi. Lên mã em sẽ cái bộ ví hồng nhá. Bộ ví hồng này. Đấy. Giá của nó sẽ là 60k nhá. Đấy, bao gồm là các chi tiết như là cắt móng tay này, lấy dây tai này, nặn mụn này, kìm cắt lấy da chết các thứ này, giúp ở giếc các thứ đầy đủ luôn, nhíp nhíp có đủ cả luôn nhá. 60.000 một bộ ví hồng nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây dìu sói này. Đấy, cho các bác đi rừng đi phượt, các bác mua về sưu tầm, mua về sử dụng rất hợp lý luôn. Đó, rất đẹp nhá, một cây dìu sói rất đẹp luôn đây. Con này cầm lắm lúc ghê tay lắm vì nó rất là sắc nhá. Sắc lắm. Đấy. Lưỡi của nó cực kỳ đẹp luôn này, lưỡi của nó này, sắc dã man luôn, như dao luôn nhá, lưỡi của nó. Đây, hình mặt sói này, đấy, mặt đằng sau nhá. Đấy. Con này hàng thì của Nga ạ. Đấy. Hàng của nó thì sẽ hàng liền thân nhá. Tay cầm thì sẽ có ốp gỗ, vân gỗ lên cực kỳ đẹp, đinh tán đồng này. Đấy, hoa văn họa tiết cực kỳ ok. Phần này là phần dây nhá. Phần phần dây. Đấy, phần dây dây đeo có thứ ra. Đấy, các bác có thể dùng để các bác bổ này, rồi là đằng đầu sau các bác có thể dùng vụ được mình phá kính cái thứ này. Đấy, đầu nhọn đằng sau. Đầu lưỡi đằng trước này. Đấy. Hình mặt sói lên in rất là đẹp luôn. Đó. Rồi, lên mã cho em sẽ là cái cây dìu sói nhá. Đấy, khi mà mua thì sẽ có kèm cho bác là một cái bao đựng này nữa. Đấy, bảo vệ cái phần đầu dìu lưỡi dìu. Thứ nhất là nó không bị sứt mẻ cái phần đầu lưỡi này. Và thứ hai là nó không bị va chạm vào người. Đấy, các bác sử dụng các thứ là không bị va chạm. Đấy, mua về sưu tầm, mua về sử dụng nhá. Cầm rất chắc chắn luôn, cầm nặng chắc lắm. Đó. Rồi, lên mã cho em sẽ là cái cây dìu sói nhá. Em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác một cái cây dìu sói này. Giá của nó sẽ là đi 250.000 một cây. Đấy. Dìu sói nhá. 250k và bên em sẽ bao ship cho bác luôn. Đấy, bao ship 250.000 một cây dìu sói, bao ship nhá. Đó, hàng rất đẹp luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bình giữ nhiệt này. Đấy. Tiếp tục về cho bác bình giữ nhiệt để các bác đi làm, đi chơi, đi du lịch, đi lao động các bác mang nước mang lô đi rất hợp lý luôn. Bình giữ nhiệt của Bowler của Nhật bãi nhá. Rất là xịn sò. Con này thì dung tích của nó sẽ là 1,5 lít thôi nhá. Khá là to luôn. Thoải mái các bác sử dụng. Mang đi mang lại. Đấy. Buổi sáng hoặc là cả ngày luôn. Đấy, mình cho nước vào đây các bác mang đi làm, đi chơi, đi lao động, đi du lịch này. Có cả phần lõi lọc nhá. Chất liệu thì sẽ là SU304 nhá. Đấy, hàng inox 2 lớp, công nghệ mới, đó là công nghệ hút trên không. Nên là giữ nhiệt rất là tốt luôn. Cầm một chiếc bình rất chắc chắn, nặng trịch luôn. Đây, có phần quai sách đi này, nắp đậy ok luôn này. Đấy, nắp đậy chắc chắn luôn. Còn đây là phần lõi lọc luôn này, có cả cái phần lọc đây bên trong này. Đấy, chất lượng lắm. Cầm chắc chắn cực kỳ luôn. Con này thì bên em bán khá là nhiều rồi, giá định rất là bình dân thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái bình giữ nhiệt nhá. Đấy, bình giữ nhiệt 1,5 lít nhá. Cái này thì em đã test thực tế rồi. Giá của nó sẽ là 150k. Đấy, bình giữ nhiệt này. Bình giữ nhiệt 1,5 lít nhá. 1,5 lít giá sẽ là 150k một bình. Đấy, cái này thì em đã test thực tế rồi, giữ giữ đá các bác nhá. Giữ đá trong vòng là đi
giữ đá trong vòng là 15 tiếng. Đấy, còn nếu mà các bác giữ nóng, giữ nước nóng, giữ nóng thì trong vòng là khoảng tầm là 10 tiếng nhá, 10 tiếng. So với lại một chiếc bình mà giá như này mà cái công suất cái công năng mà nó đưa ra như này thì em thấy nó quá là ok rồi, giá nó quá là hợp lý luôn. 150k nhá, bình giữ nhiệt 1,5 lít hàng của Bowler, giữ đá là 15 tiếng và giữ nóng thì là 10 tiếng nhá. Đấy, bình rất là đẹp chắc chắn luôn. Đây, thiết kế rất chắc chắn nhá. Đó. Qua sách các bác mang đi mang lại rất tiện dụng luôn nhá. 150k một bình. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ dây câu bình hàng của Butter Cable của Đức nhá. Đấy, bác nào mà hay đi ô tô thứ giờ thì hay cần cái bộ này. Đấy, về các bác dùng để câu bình, đấy câu từ bình nọ sang bình kia. Nhiều khi ấy là các bác đi ví dụ như là chẳng may là nó có chết ắc quy các thứ rồi thì các bác mua trong cái bộ này về nhá. Một cái bộ dây câu bình. Đấy, em báo giá luôn. Bộ này thì bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là gì? Giá của nó sẽ là 170.000 bộ nhá. Dây câu bình các bác cứ lên mã giúp em sẽ được cái bộ dây câu bình hàng của Đức nhá. 170k một bộ dây câu bình nha. Đấy, hàng bãi của Đức. 170k bộ hàng mới keng luôn. Một bộ sẽ gồm có hai dây, một dây đỏ một dây đen. Nó có đánh dấu để các bác phân biệt âm dương. Đấy, và cái đầu kẹp nha. Đấy, hai đầu kẹp luôn nhá. Đây một đầu này và bên này là một đầu. Đấy thì các bác kẹp từ cái bình nọ sang bình kia để các bác sử dụng nhá. Con này thì dây đồng 100% luôn, chất lượng lắm. Đó, bán khá là nhiều đây. Đấy bác con này. Đây. Dây của nó sẽ là đồng thau 100% luôn này. Đấy đây. Dây đồng 100% luôn nhá, rất xịn sò. Cái phần cạp của nó rất chắc chắn nhá. Đó, phần cạp rất chắc chắn. Có phần cách điện đầy đủ hết luôn. Đó. Phần tay nắm cách điện đầy đủ ngon lành hết luôn nhá. Đó. Rất ok. Dây này của nó thì sẽ dài được là 3 mét một dây nhá. Đấy 3 mét một dây. Đấy 3 mét một dây. Thì một bộ này bên em đang gửi bác giá sẽ là 170.000 bộ này. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ dây câu bình hàng của Butter Cable của Đức nhá. Đấy. Công suất lên đến là 2.000 ampere. Dây câu bình 170.000 một bộ nhá. 170k một bộ này. Có cắt tôn, cắt lá thép các thứ rất hợp lý luôn. Đấy, dòng kéo cắt tôn của Kabushi nhá. Đấy. Hàng mới nguyên trong ví như này. Đấy, mới keng beng luôn. Kabushi Japan rất chất lượng nhá. Dòng này thì các bác yên tâm về chất lượng rồi, cắt cực kỳ là ngọt luôn. Đấy, nó có cả cái lò xo trợ lực này, các bác chỉ việc bóp vào thôi. Đấy, còn nhả ra là tự động là nó sẽ đẩy ra các nhá. Đấy, chỉ việc bóp vào thôi, cắt rất ngọt luôn. Nó thiết kế một cái góc vát 45 độ này, khi mà các bác cắt ấy, các bác chỉ việc đưa kéo thôi, không cần phải lăn kéo như cái dòng kéo truyền thống là các bác cứ phải hay lựa là lách, nhưng rất là khó cắt. Nhưng con này cắt các bác cứ đưa kéo như kéo cắt bình thường thôi. Đấy, cắt rất là ngon luôn. Đây cắt thử cho bác luôn này. Đây ở đây em cắt giấy nhá, chứ còn các bác cắt tôn thì nó còn ngọt nữa. Đây này, các nhìn này, cắt giấy nhá. Đây này. Đấy, các bác có thể là cắt uốn gợn các kiểu các thứ này luôn, rất hợp lý nhá. Đấy, đây là cắt giấy các nhá, chứ còn các bác cắt tôn thì nó cứng còn dễ cắt nữa. Đó, cắt rất ngọt này, giấy này, cắt kinh không? Ngọt không? Quá ngọt luôn. Đó. Cực kỳ ok. Đấy, cái này bên em bán khá là nhiều rồi, lưỡi của nó thì siêu sắc bén. Đó, hàng của Kabushi Japan nhá. Có phần khóa hãm này. Đó, lên mã giúp em sẽ là cái cây kéo cắt tôn. Bên em đang gửi bác một cái cây kéo cắt tôn này, giá của nó sẽ là đi 160k một cây nhá. Đây, lên mã giúp cho em sẽ là cái cây kéo cắt tôn của Kabushi. Đấy, kéo cắt tôn. Giá của nó sẽ là 160.000 một cây. Đấy, 160k một cây. Giá rất hạt rẻ, dễ mua mà sản phẩm rất chất lượng luôn, cắt rất ok. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ lấy ốc gãy cũng của Kabushi này. Lên mã em sẽ là cái bộ lấy ốc gãy nhá. Đấy, bộ lấy những cái đầu ốc gãy nhá, dùng rất là hay. Đây, một bộ này sẽ gồm có là đi 5 cái đầu lấy ốc gãy. Đấy, nó thiết kế theo dạng là gen ngược. Đấy, khi mà các bác sử dụng này, các bác tạo một cái lỗ. Đấy, sau đó các bác đóng cái này xuống và bắt đầu là các bác cứ quay thôi. Đấy, quay thì nó dạng gen ngược, thì khi mà quay nó sẽ mút con ốc lên. Đấy, thì nó sẽ lấy những cái đầu ốc mà nó bị gãy lên. Đấy, thì một cái bộ này sẽ gồm có là 2-4-5 đầu nhá, từ to đến nhỏ. Đấy, đựng trong một chiếc hộp rất là nhỏ nha. Đấy, đựng trong chiếc hộp rất là gọn gàng nha, ok luôn. Đấy, đầy đủ các kích cỡ khác nhau luôn này. Đó. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ lấy ốc gãy nhá. Đấy, bộ lấy ốc gãy đây này, nó có kích cỡ hết đây này, 1 2 3 4 5 này. Đó. Bộ lấy ốc gãy, bộ này thì giá bình dân thôi, chỉ có là đi 30.000 nhá. Hàng của Kabushi. Đấy, lên mã giúp em sẽ là cái bộ lấy ốc gãy nhá. Bộ lấy ốc gãy. Bộ lấy ốc gãy. Giá sẽ là 30k một bộ, 30.000 bộ thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân. Đó. Đây các bác cùng xem cái video thực tế về sản phẩm này. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Dùng tay hay kìm để vặn được. Lại đây tôi chỉ cho. Đầu tiên hãy cắt cho nó bằng phẳng, đánh dấu vào chính giữa. Xong rồi khoan sâu xuống chừng 5 ly là được. Dùng mũi tháo ốc gãy này, đặt nó vào đóng chặt xuống một chút.
sau đó dùng mỏ lết vặn ra là xong. Rất dễ dàng và nhanh chóng đúng không? Bộ tháo bù lông ốc vít gãy 5 chi tiết đã có trong giỏ hàng. Bác nào cần thì bấm vào búa nhé. Đấy, các thấy không? Các bác chỉ việc mà khoan vào cái lỗ nhỏ này. Đấy, sau đó các bác đóng cái dụng cụ lấy ốc gãy nhem vào. Đấy, đóng cái bộ này vào này. Sau đó là các bác dùng một cái con cà lê và cái con kìm gì đấy. Các bác xoáy là nó sẽ theo dạng gen ngược là nó sẽ lôi lên. Đấy, các bác nhìn này, nó xoáy này. Đấy, xoáy là nó sẽ lên nhá. Xoáy lên rất dễ dàng luôn. Đây, đấy thấy không? Rất ok. Đấy, chuyên để các bác lấy những cái đầu ốc gãy nhá. Rất là hay luôn. Đấy, bộ dụng cụ lấy ốc gãy 5 chi tiết nha. Giá của nó sẽ là 30k bộ, hàng cũng của Kabushi nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cây kìm cắt ống nước 42 nhá. Đấy, cái cây kìm cắt ống nước 42. Cây này thì bên em bán khá là nhiều rồi, cắt cực kỳ sắc bén luôn. Cái này thì các bác cắt ống nước từ ống tối đa của nó sẽ được là ống 42 nhá. Tối đa là ống 42. Đấy thì về các bác chuyên thì các bác cắt những con ống nước nhá. Đấy cho đây các bác cắt này. Đấy các bác chỉ việc bấm này. Đấy nghe tiếng kêu rất thích nhá. Đó. Đấy bấm tạch cái ok. Đấy sau đó các bác lại tháo ra. Các bác lại bấm ok. Giá thì bình dân thôi, 100.000 một cây nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái này là cây kìm cắt ống nước nhá. Kìm cắt ống nước cỡ sẽ là 42 trở về nhá. Đấy kìm cắt ống nước 42. Kìm cắt ống nước 42 này. Giá của nó sẽ là 100k một cây, 100.000 thôi. 100.000 một cái cây kìm cắt ống nước cỡ từ 42 trở về đấy. Em sẽ lấy cho bác cắt thử cho bác này. Đấy em sẽ cắt mẫu cho bác coi nha đây. Đấy các bác chỉ việc cho này này. Sau đó các bác bấm nhá. Đấy các bác bấm dần dần này. Đấy dần dần. Đó dần dần. Này. Đó. Đây để cắt lại bác coi nhá. Đó các bác ngựa cho nó vào đúng cái mẫu của nó này. Đấy bóp từ từ này. Bóp từ từ này. Đây nhá em làm lại bác coi nhá. Vừa nãy cắt hơi lỗi đây. Các bác bập nó vào nha. Đấy cái phần đầu nhọn là nó sẽ bấm xuống trước này. Đấy nó sẽ bấm trước, nó tạo thành một cái khe rãnh này. Đấy các bác bấm tiếp cho em. Đấy bấm tiếp này, nó sẽ ngập vào đó, thấy không? Rất ngọt ngào luôn. Đường ống cắt rất là mịn màng nhá, nó không bị ba via. Đấy cắt nó không bị ba via, bình thường là các bác cắt cưa này bị ba via rồi cắt rất là ngọt. Đấy, cái phần đầu nhọn là nó sẽ khớp xuống trước này. Đó, hướng dẫn các bác cắt luôn nhá. Đấy, các bác nhìn cái phần đầu nhọn là nó sẽ khớp xuống trước đấy, ngập luôn này. Đấy sau đó các bác bấm này. Đó rất ngọt ngào nhá. Đó, ok luôn. Đấy, mịn màng ngon lành nhá. Đấy, chuyên để các bác cắt ống nước. Kìm cắt ống nước 42, cỡ 42 nhá. Giá của nó sẽ là 100.000 một cây. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ khóa số này. Đấy, bộ khóa số chữ U, lên mã cho em xem cái bộ khóa số chữ U nha, em báo giá luôn. Cái này thì bên em đang gửi bác giá thì rất là bình dân, chỉ có 70.000 một bộ thôi. Lên mã cho em sẽ là khóa số chữ U nhá. Khóa số chữ U này. Đó. 70k một chiếc này. Đấy con này nó khóa bằng mã rất là ok. Các bác không cần phải cầm chìa cầm chiếc các thứ lằng nhằng. Đấy mình chỉ việc là mang này đi. Đấy không cần chìa chiếc đâu ạ. Rất nhạy luôn. Đây lấy cho bác con. Đó, không cần phải chìa nữa nhá, nó khóa bằng mã, khóa bằng mã. Đấy thì khóa thì các bác ấn vào bình thường thôi. Đấy ấn vào bình thường nha. Đấy thì khi mà bên em gửi đến thì mặc định mật khẩu thì nó sẽ để là 4 số 0 nhá. Đấy thì khi mà các bác xoay về 4 số 0, các bác bấm vào đây cho em, bấm vào bên hông này, bấm vào cái nút này này. Đấy là tự động nó sẽ mở ra. Còn các bác muốn khóa là các bác ấn vào, sau đó các bác đảo cho em loạn số đi, đảo loạn số đi. Đấy là nó sẽ cứng ngắc luôn, không bấn được đâu nhá. Đấy còn nếu mà các bác muốn mở thì các bác lại xoay cho em về số 0 nhá. Đấy xoay cho em lần lượt về số 0 này. Đây. Đó, xoay lần lượt về 4 số 0 thẳng với lại cái vạch này này. Thẳng với cái vạch này, bấm cho em cái ra luôn, rất ok. Đấy các bác khóa cửa, khóa xe, khóa cộ không cần phải chìa nhá. Còn em hướng dẫn các bác luôn, các bác muốn thay mật khẩu nhá thì đây, hướng dẫn các bác mà các bác chú ý đoạn này này. Đấy các bác xoay cho em cái, các bác để cho em về đúng cái số mà nó đang mở khóa nhá. Đấy các bác xoay em cái này, xoay cái này. Đấy xoay cái này. Đó, xoay. Sau đó các bác ví dụ các bác đổi về 111 hết chẳng hạn này. Đấy, đổi hết về 1 nhá. Đây. À, 111 này thì các bác gióng thẳng cái này cho em. Đấy sau khi mà các bác đổi xong rồi thì các bác lại xoay cái này về. Đó, xoay lại xoay cái tay bên phải em này, xoay về. Xoay về nó thẳng chiều. Đấy là các bác đã đổi mật khẩu thành công nhá. Đấy bây giờ các bác khóa vào này. Đó các bác đảo số loạn lên này. Đấy đảo số loạn lên. Đảo số loạn lên các bác nhá. Đấy đảo số loạn lên. Đó, và bây giờ này các bác bấm này không mở được nhá. Đấy ví dụ đây em đang để về cho về 0 nhá là cái mật khẩu mặc định đầu tiên nhá, xem nó có mở được không nhá. Đó, cái đoạn này thì hơi dài dòng một chút, bác nào mà biết rồi có thể tua. Đấy bấm cái không ra nhá. Đây em chuyển về 1 hết này. Chuyển hết về 1 này, bấm cái này, ra luôn, rất ok nhá. Đấy, đấy là cái cách đổi mật khẩu nhá. Hướng dẫn lại các bác một lần nữa này. Đấy, bây giờ các bác muốn đổi về 0 này, các bác lại xoay cái nào cho em. Xoay cái tay bên phải này. Đấy các bác xoay tay bên phải nhá, xoay này. Đấy, sau đó là các bác
đổi về 0 nhá. Đấy thì các bác lại đổi về 0, các bác chỉnh này. Đó, thẳng số 0 với nhau nhá. Đó, thẳng với cái vạch này. Lại xoay cái này về treo, xoay về. Đấy là các bác đã đổi mật khẩu thành công. Ok, có thế thôi. Đấy. Cái này thì em khuyến khích bác nào mà chưa rõ lắm thì thôi, tốt nhất là đừng nên đổi mật khẩu. Đấy, tránh tình trạng là nhiều bác là đổi xong các bác bảo là chết rồi, quên mật khẩu rồi. Thì em cũng xin nói luôn là nếu mà quên mật khẩu thôi, chỉ có bỏ đi đâu ạ, không ở đâu. Đấy thì em các bác chú ý nhá, nếu mà về nếu mà nó mặc định 4 số 0 như này là các bác cứ thế các bác dùng luôn, không cần phải đổi, vì đổi đôi khi nó rất là rắc rối, nhỡ các bác quên mật khẩu nó rất là lằng nhằng. Thì mình cứ để mặc định là 4 số 0 như này. Các bác cứ xoay cho em loạn đi cái là bắt đầu là cứ thế là bắt đầu là nó là về là các bác sử dụng thôi, không cần phải ấy, không cần phải đổi nhất cho lằng nhằng. Đấy, xoay này là cứng đơ luôn này. Đấy, còn nếu mà các bác muốn mở thì các bác lại về 4 số 0 cho em như lúc đầu. Thế là xong, bấm cái là ra luôn. Rồi, ok rồi nhá. Đấy đấy là cái hay của cái sản phẩm này, không cần phải chia trước gì. Đấy, nó khóa bằng mật khẩu nhá. Lên mã như em sẽ là cái khóa số chữ U. Đấy, bên em đang gửi bác giá sẽ là 70k một chiếc khóa chữ U nha, 70k một chiếc. Keo điện thì bên em vẫn còn hàng để phục vụ các bác nhé. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái băng keo điện này, hàng bãi Nhật. Đó, cực kỳ xịn luôn. Em báo giá luôn, bên em đang bán một cuộn lẻ thì sẽ là một cuộn là 10k. Đấy, còn nếu các bác mua nhiều, mua cả cân, thì mua cả cân thì giá nó sẽ tốt hơn. Mua cả cân thì 1kg thì 1kg thì sẽ là 80k 1kg. Đấy, các bác lấy nửa ký là 40.000. Đó, tùy nhu cầu thôi nhá. Có thể lấy nửa ký hoặc có thể lấy cả ký. Hoặc là các bác mua lẻ dùng ít thì mình có thể mua một cuộn được. Một cuộn là 10.000. Đấy, 1kg là 80.000, còn các bác có thể lấy nửa ký thì là 40.000 nhá. Đấy, dòng băng keo điện hàng bãi nhá. Nếu mà các bác mua thì bên em sẽ bốc xô các bác lẫn lộn nhá. Hàng này thì em nói luôn là hàng nó sẽ có cuộn to, cuộn nhỏ, cuộn dày, cuộn mỏng, cuộn lớn, cuộn bé lẫn lộn. Nhưng mà được cái là cái dòng băng keo rất là đặc trưng là siêu dính. Đấy, siêu dai. Đấy, và siêu mỏng nhá, dùng rất là thích luôn. Các bác nhìn này, cái phần lõi nó rất là mỏng này. Đấy, bình thường là các bác mua những cuộn băng keo có lõi rất là dày, nhưng con này là lõi rất là mỏng nên là nó được rất là nhiều băng keo. Đấy, được rất nhiều băng keo nhá. Nói chung là tính về kinh tế cái này rất là tiết kiệm, mà tiết kiệm chi phí rất nhiều luôn. Đấy, cho anh em thợ thuyền cuốn dây điện ở trước này, các bác cuốn cây cảnh các thứ cũng mua rất là nhiều bên em này. Đó, 1 ký là 80.000 nhá, 1kg là 80.000, lấy nửa ký là 40. Các bác lấy lẻ một cuộn một thì bên em đang bán các bác là 10k một cuộn nhá, bán lẻ một cuộn là 10k. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái bọc thức ăn này. Lên mã em sẽ là cái bọc thức ăn nhá, em báo giá luôn. Bên em đang bán một cái bọc 100 cái này, giá chỉ có 10.000 thôi. Bọc thức ăn này, đấy, bọc thức ăn nhá, một túi này là 100 cái, giá sẽ là 10k một túi nhá, 10.000 một túi, giá rất hạt rẻ, bình dân dễ mua. Đây thì bên trong nó sẽ gồm có 100 cái bọc nhỏ này, về các bác chuyên để các bác bọc thức ăn, bảo quản thức ăn rất tiện. Đây nó là những cái bọc này, và ở đây nó có sợi chun co giãn này. Đấy, bình thường ví dụ như em đang có một cái bát thức ăn ở đây, đấy, em muốn bọc lại để bảo quản, ví dụ các bác để vào đấy, để vào để lên mâm bàn nó không bị ruồi bâu thứ này, rồi là không bị vi trùng vi khuẩn nó vào này, rồi là ví dụ như là các bác để trong tủ lạnh, bảo quản trong tủ lạnh mình đậy vào đấy để nó không bị mất mùi mất vị thức ăn, rồi nó không bị bay mùi ra tủ lạnh nhé. Thì các bác mua cái này về các bác chụp vào, đấy chụp vào rất ok, căng đét lên luôn này. Đấy. Cái này thì bát này bát to nhá, còn nếu mà không thì các bác muốn dùng bát còn có loại bát to nữa vẫn dùng luôn. Thì cái này nó đây này, cái này nó co giãn này, này. Đấy, cái này nó có thể nó co giãn nhá, nên là bát to bát nhỏ là các bác vẫn có thể chụp hết luôn. Đó. Một túi này là 100 cái nhỏ nhỏ nha, đấy 100 cái chụp nha. Đấy, 100 cái chụp này, và cái này thì nếu mà các bác dùng cẩn thận có thể dùng được nhiều lần luôn. Đó. Lên mã như em sẽ là cái túi bọc thức ăn nhá, một túi bọc thức ăn này là 100 cái. Đây. Nó cứ nhỏ nhỏ hết này. Đấy, thì các bác cứ dùng đâu các bác lấy đấy, còn không thì các bác cứ treo lên nha, treo lên này, treo. Đó, bọc thức ăn nhá, túi bọc thức ăn bọc một túi là 100 cái với giá chỉ có 10.000 thôi, giá rất hạt rẻ, bình dân dễ mua. Đấy, nói chung là cái sản phẩm này nên mua, các bác mua về sử dụng cho gia đình nhà mình, bọc bảo quản thức ăn các thứ là rất hợp lý luôn. 10k một túi nhá, cứ bán 10k một túi nha. Đó, một túi này là 100 cái này. Tiếp theo em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ set thìa vàng mạ vàng 24k nhá. Đấy, 9 số 4. Rất ok luôn. Đây, một set thìa mạ vàng cực kỳ đẹp. Nó sẽ gồm có là 2 4 6 cây nhá, 6 cây với giá thì cũng rất là bình dân. Chỉ có là đi 30.000 một set này thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái set thìa vàng. Đó, một set này thì em báo giá luôn. Đang gửi bác một set thìa vàng đẹp nha, chỉ có 30.000 thôi. Đấy, lên mã em sẽ là set thìa vàng 6 cây nhá. 30k một set nhá, 30k một set đây. Nó sẽ mạ vàng rất đẹp nha. Đấy, mạ vàng rất đẹp này. Đó. Thì sẽ gồm có 6 cây, về các bác sử dụng cho cả gia đình nhà mình ăn, và các cháu nhà mình ăn uống cái thứ ra. Đấy, mình ăn ok luôn. 2 4 6 cây này. Cái phần đầu đó thì làm kiểu dạng giả đá này, vân 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 giả đá rất đẹp luôn nhá. Đó. 6 cây chìa này mà giá chỉ có 30.000 thôi, giá rất hạt rẻ luôn. Đấy, mới keng beng luôn nhá, mới luôn các nhá, chứ không phải hàng cũ đâu nhá, hàng mới luôn đấy. Hàng kia mới keng luôn đấy.
hàng kiểu dạng hàng thanh lý siêu thị nhỉ. 30k một set nhá, 30k một set thìa vàng 6 cây nhá. Đấy, 30k một set thìa vàng 6 cây. Bữa trước đang bán bác là 40.000 một cái sợi cơ dây này, hôm nay em về đây bác mức giá mới chỉ có 20.000 một sợi thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cưa dây này. Đấy, cưa dây nhá. Đấy, này là dạ sợi cưa nhá. À, nó là sợi dây nhưng mà nó có những cái lưỡi cưa nên là khi có dụng rất là hay. 20k nhá, 20k một cái sợi cưa dây này, dùng rất tiện dụng này. Về các bác sử dụng anh em thợ điện nước này, rồi là các bác sử dụng cưa những cái chỗ vị trí khó, bình thường là những cái con cưa to các bác không lách vào đâu, nhưng mình cái con này nó là dạng cưa dây nên là các bác luồn lách vào những cái vị trí khó các bác cưa nó rất là tiện nhá. Đấy, cưa gỗ này, cưa ống đường ống nước các thứ này rất tiện dụng luôn. Đây, ở đây nó có những cái mắt lưỡi này rất sắc luôn. Đó, các bác luồn vào, sau đó là các bác là móc hai tay vào cái móc này, sau đó các bác kéo đi kéo lại cho em. Đấy, kéo đi kéo lại là ok luôn. Đó, lên mã giúp cho em sẽ là cái sợi cưa dây nhá. Đấy, sợi cưa dây bên em đang gửi bác một cái sợi cưa dây này, như này là 20k một sợi thôi, chỉ 20.000 hôm nay em trả kho sập sàn cái mã luôn. Đấy, để các bác chốt nhanh. Đó, 20k mua về sử dụng rất hay. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đây các bác cùng xem này, kéo gặp những ta như này thì chỉ có bó tay thôi, nhưng em cưa dây bé hạt tiêu này thì lại xử lý ngon ơ luôn. Đấy, những cái vị trí khó này bình thường là các bác không thể lách kéo đấy kia một đâu, nhưng mà con này các bác cho vào các bác đấy, các kéo này. Đấy, kéo rất ngon luôn nhá. Đấy, những cái vị trí khó góc này, những cái con ống nước thứ ở những cái góc tường bình thường là máy cắt không phải lách được đâu, nhưng con này là nó làm được luôn. Đấy, các bác lách vào các bác kéo cưa cắt cho em nhá. Đường ống nước các thứ là anh em thợ điện nước các bác sử dụng gia đình này, cưa gỗ cưa các thứ này. Đấy, những cái chỗ to này thì không thể bao giờ lách vào được mà cắt đâu, chỉ có dùng cái cưa này thôi nên là dùng rất là hay nhá. 20k một cái nhá, 20k một cái sợi cưa dây này, 20k lên mã với em sẽ là sợi cưa dây nhá, 20k. Rồi, cái mã tiếp theo em cũng lên mã xả kho luôn, đó là cái nắp cống đồng. Hôm nay em xả luôn cái mã này luôn. Bữa trước đang bán bác là 70.000, hôm nay về bác mức giá rất dễ mua, chỉ cần có là đi 40k thôi. 40k lên mã giúp em sẽ là cái nắp cống đồng. Cái này thì sẽ có chức năng là chắn mùi này, rồi là chống côn trùng nó chui lên từ đường cống nhá. Đây thì nguyên lý động của nó thì về quá cứ cho vào cái nắp cống như mình bình thường. Đấy, bình thường là nước xả thì đây nó sẽ gạt cái lẫy này thì nó sẽ chảy nước xuống bình thường, còn khi mà bình thường nó sẽ đóng kín lại nhỉ. Đấy, mùi hôi là nó sẽ không bốc được nhá. Thứ hai là côn trùng có thứ là nó không chui từ đường cống được, rất là kín luôn. Đấy, mà cái sản phẩm này 100% nó bằng đồng thau nên là về các bác dùng cũng rất là bền. Đấy, bình thường là các bác để này là nó sẽ đóng khít luôn. Đấy, đóng khít luôn. Đấy, khi mà con nước chảy thì nó sẽ mở cái van này ra. Đấy, còn không thì nó sẽ đóng lại. Đấy, đóng kín như này rất hay. Đó, nắp cống đồng chắn mùi nhá. Đấy, 100% là đồng thau nguyên khối luôn, dùng rất là bền. Giá bên em đang gửi bác giá rất tốt luôn, 40k một bộ này các bác nhá, 40k một cái bộ này. Cái này thì đường kính của nó từ đây sang đây là 4cm nhá, 4cm. Đấy, thì về các bác xem cái nắp cống cho mình xem, vừa là bác mua về lắp vào rất hay. Đây, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Khi sử dụng van ngăn mùi hôi bằng đồng như này nhá các bác nhá, có thể lắp cho ống cống từ 4cm đến 6cm đường kính đấy các bác nhá. Ngăn chặn mùi hôi tuyệt đối, đóng mở nước tự động, khi có nước thì sẽ mở ra và khi hết nước sẽ đóng lại, ngăn chặn mùi hôi côn trùng chui lên từ ống cống nha các bác nhé. Đấy, khi mà có nước là nó thực sẽ xả bình thường, còn không thì nếu mà không có nước là nó tự động nó sẽ đóng lại nhé, rất là hay. Lắp cho ống cống từ 4cm đến 6cm đường kính nha các bác nhé, ngăn chặn mùi hôi tuyệt đối, đóng mở nước tự động, khi có nước thì sẽ mở ra và khi hết nước sẽ đóng lại, ngăn chặn mùi hôi côn trùng chui lên từ ống cống nha các bác nhé. Đó, thực tế về sản phẩm nhá, dùng rất là thông minh luôn. 40k một triệu nhá, 40k một cái chiếc nắp cống đồng chắn mùi nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn mã xả luôn bác, cái đó là cái dòng búa vàng mini này. Đấy, một cái cây búa rất là nhỏ nhỏ xinh xinh này, về các bác hay gò gõ những cái dạng chi tiết nhỏ rồi anh em cũng như là thợ kim hoàn các thứ rồi. Đấy, cần những con búa nhỏ này để các bác gõ gò này rất hay. Đấy, cái con này thì nó đa năng, ngoài chức năng là búa thì nó bên trong này. Đấy, các bác mở ra thì bên trong nó còn có cả những cái cây tô vít nhá. Đấy, mấy cái đầu tô vít cơ, đầu cộng này. Đấy, đầu cộng đầu trừ có đủ cả luôn nhá, đầu ba ke này, đầu dẹt này, đó, rồi là đầu búa này. Đấy, thì khi mà lắp vào bình thường là nó sẽ thành một chiếc búa, còn nếu mà các bác muốn tháo ra, các bác muốn dùng tô vít thì các bác tháo nó cho em. Đấy, thì nó sẽ thành những cái cây tô vít nha, nhỏ nhỏ như xinh này để các bác tháo nhá, rất tiện dụng luôn. Đó, thì lúc nào mà dùng búa thì các bác lắp vào, lúc nào mà muốn dùng tô vít thì các bác tháo ra. Đấy, bên trong là nó có, bên trong này là nó có đầy đủ cả đầu vít các thứ bên trong hết luôn. Đấy, đây rất nhỏ gọn này, một cái đầu bằng này, một cái đầu nhọn nhọn này, các bác gò gõ những cái đồ nhỏ nhỏ là xinh xinh ok. Báo giá bác luôn, bữa trước đây bên em đã gửi bác là giá một cái cây búa vàng mini này, bữa trước đang bán là 100, hôm nay em xả bác mức giá rất dễ mua luôn, chỉ có 60k một cây thôi. Đấy, búa vàng mini nhá, 60.000 một cây. Đấy, hai đầu gõ gõ rồi là có cả đầu vít bên trong luôn nhá. Đấy, ba đầu vít luôn, đầu ba ke, đầu dẹt có đủ luôn, 60k một cây nhá, một chiếc búa rất là hay. Đấy, về các bác sử dụng
anh em thợ thuyền dùng ok luôn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái bộ bấm móng Đức M3 này, hàng bên em tiếp tục hàng về này. Đấy, bộ móng Đức M3, bộ này thì bữa trước nhiều bác hỏi nhưng mà đang bán hết hàng, thì đây hôm nay hàng tiếp tục về nhá. Bộ này thì giá đợt này cũng đang xả kho chỉ còn có 100.000 một bộ thôi, bữa trước đang bán là 130.000 đấy. Đợt này về cho bác mức giá rất dễ mua luôn, 100.000 một bộ nha. Đấy, lên mã nha, sẽ là cái bộ bấm móng Đức M3, 100k một bộ. Đây, một bộ thì mới keo nguyên hộp nha, đựng trong một chiếc hộp nhôm rất là đẹp. Đấy, logo thương hiệu Nguyên Linh này, đấy, Nguyên Linh của Đức nha. Thì bên trong thì sẽ gồm có là ba cái bấm móng, một bấm móng to, đấy, một dạng rất là to luôn này. Đấy, đây logo Nguyên Linh này, chắc chắn chất lượng, cầm một chiếc bấm móng nặng trịch luôn. Một chiếc thứ hai là chiếc nhỏ nhỏ này, và một chiếc thứ ba là một chiếc bấm móng khéo nhá. Đấy, cái này thì chuyên các bác sử dụng bấm những cái khéo móng chân móng tay, rồi các bác dùng cái con chéo này cho em này, các bác xà này. Đấy, chắc chắn chất lượng lắm, sắc bén vô cùng luôn, cắt cực kỳ ngọt, riêng cái dòng Đức này yên tâm rồi, cắt rất là ngon nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ bấm móng Đức M3 nhá. Đấy, bộ M3 đi. Bộ này thì bên em đang xả cho bác giá có 100.000 bộ thôi, 100k một bộ nha. Đấy, mới nguyên hộp luôn, các bác có thể mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng. Đấy, rất đẹp luôn đây, một bộ đấy nha, đựng trong một chiếc hộp nhôm cũng rất ok. Đấy, hộp nhôm có đủ cá luôn nhá, là 100k một bộ nhá, mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ bấm móng Đức M3 ba móng nhá, là 100k một bộ nha. Dạ, và tiếp theo thì một số cái mã hàng về dòng thuốc bên em thì đây, lên luôn cho bác cái hũ cao ngựa này, một hũ này là 30g nhá, chuyên cho bác trị nứt gót chân. Đấy, rồi bác nứt nẻ khô da chân tay, các bác mua cho em cái loại về bôi, chút chút 100% từ cao ngựa nhá, nên về các bác sử dụng yên tâm, rất an toàn và sử dụng rất hiệu quả luôn. Đấy, đây nó là dạng kem bôi này, đấy nó là dạng kem bôi. Đấy, thì về các bác cứ sử dụng này, các bác bôi trực tiếp vào gót chân gót tay, những cái chỗ nào nó đang bị nứt nẻ chân tay, bị khô da nhá, các bác bôi cho em rất nhạy luôn. 20k một hũ nhá, 20k một hũ này thôi. Lên mã cho em sẽ là cái hũ cao ngựa nhá, trị nứt gót chân tay. Đó, 20k. Đây, cao ngựa này. Đấy, lọ cao ngựa nhá. 20k một lọ thôi. 20k một lọ, cái này bên em bán khá là nhiều, mùi thơm thoang thoảng mà dưỡng ẩm rất là tốt nhá. Đấy, đặc biệt là bác nào đang nứt nẻ chân tay, nứt gót chân các thứ nào, các bác bôi cho em. Đấy, khỏi luôn. Rất nhạy luôn đây. Các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đau lắm không đi được, dùng mấy loại lên rồi mà không có thấy đỡ đi chút nào hết á. Em đau quá mới cầu cứu nhỏ bạn, thì nó mới chỉ cho cái sếp kèm giảm nước gót nhanh này đây. Mừng quá em cầu về tài thử liền, tưởng không đỡ, ai dạy đỡ không tưởng mọi người ơi. Gót chân em nó mềm mà còn hồng hào hẳn ra nữa. Mấy vết nước thì nhỏ và mờ đi trông thấy. Và nhất là em không cần thấy đau đớn mỗi khi đi lại chạy nhảy nữa. Giờ ai gặp em cũng hỏi dùng sản phẩm gì mà hay dữ vậy, cho xin bí quyết các kiểu. Em nói thật là em chỉ dùng mỗi túi kem giảm nước gót này thôi á. Mùa đông trời khô lạnh, anh chị nào mà gót chân bị nứt nẻ giống em thì bấm vào mua ngay để tẩy thử lên này nha, không làm anh chị thất vọng đâu. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, lọ cao ngựa trị nứt gót chân, trị khô da, đấy, nứt nẻ chân tay nhá, 20k một cái lọ cao ngựa nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái lọ thuốc bôi bọ cạp này. Đấy, cho bác nào hay đau nhức xương khớp này. Đấy, rồi là các bác đau người, các bác mua về bôi nhá. Chiết xuất thì thành phần ví dụ như là bọ cạp này, rắn này, rồi là rết này. Đấy, rất là hiệu quả luôn. Một típ này là 20g, nó là dạng thuốc bôi, dạng thuốc kem bôi nhá. Đấy, đi về đau nhức xương khớp, đau người. Đấy, về các bác mua cái típ này về các bác bôi. Cái này bên em bán cực kỳ nhiều rồi. Đấy, mà giá nó cũng rất là bình dân, hạt rẻ luôn. Chỉ có là đi 30k một típ thôi. Lên mã giúp sẽ là cái thuốc bôi bọ cạp nhá. Đấy, thuốc bôi bọ cạp. Thuốc bôi bọ cạp nhá, trị đau nhức xương khớp, đau người. Đấy, 30k nhá. 30k một típ thuốc bôi bọ cạp này, 30k một típ. Một típ này là 20g. Đấy, nó dạng thuốc kem bôi nhá. Đấy, rất hiệu quả và bán rất là nhiều. 30k một típ nhá, thuốc bôi bọ cạp. Đó. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái này là cái thuốc ngứa này, cũng nhiều bác hỏi cái thuốc ngứa ông già lắm này. Cực kỳ nhạy luôn, là bán cũng rất là nhiều. Đấy, nói chung là những cái dòng thuốc bên em thì các bác yên tâm về chất lượng đi. Đấy, bên em tuyển những cái thuốc mà nó phải có tác dụng. Đấy, dùng các bác thấy ok. Đấy, nói chung là cái này em bán cực kỳ nhiều, có những bác mua một phát là 20 típ luôn, về phát cho cả nhà. Đấy, vì nhiều bác rất hay bị ngứa. Đấy, nhiều bác bị ngứa này, rồi là nấm này, hắc lào, lăng ben, các bác bôi cho em cái loại này cực kỳ ok luôn. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là cái típ thuốc ngứa nhá. Một típ này thì cũng giá bình dân thôi, chỉ có 20.000 một típ thôi nhá, 20k. Đấy, thuốc ngứa hình ông già này, 20k nhá. Một típ này của nó sẽ là 15g. Đấy, 15g. Giá thì hạt rẻ là 20k. Đấy, nhiều bác chắc là nhiều bác biết cái thuốc ngứa xanh này rồi, mà em cũng bán, mà do các bác cảm ơn các bác là các bác cũng giới thiệu giúp em, nên là em bán rất là được nhiều luôn. Đấy, các bác giới thiệu bảo là thuốc này bôi rất ok,
bôi vào cảm giác nó mát, nó dịu mà nó hết cơn ngứa luôn. Đấy, một típ này là 15g nhá. Đấy, một típ là 15g, nó là dạng thuốc bôi thuốc ngứa nhá. Đấy, thuốc bôi ông già, thuốc bôi ngứa ông già. À, 20k một típ nhá, 20k một típ thuốc bôi ngứa ông già nhá. 20k thôi, giá rất bình dân hạt rẻ mà sản phẩm dùng rất nhạy luôn. Đấy, bán rất nhiều rồi. Đó, lên vãi cho em sẽ là thuốc ngứa ông già nhá. 20k một típ nha. Tiếp theo thì là thuốc trĩ này. Đấy, cũng nhiều bác hỏi em thuốc trĩ này đây, có thuốc trĩ luôn. Thuốc trĩ thì cũng là 20k luôn nhá, thuốc trĩ cũng bán rất là nhiều. Đấy, thuốc trĩ cũng là dạng thuốc bôi ngoài da nhá. Đấy, thuốc mua cũng là thương hiệu ông già luôn, cũng 20.000 nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là thuốc trĩ. Đấy, thuốc trĩ nhá. 20k nhá, 20k một cái típ thuốc trĩ nhá. Đấy, 20k một típ thuốc trĩ. Nhiều bác hỏi là thuốc bên em thì còn hạn sử dụng không, thì các bác yên tâm nhá, đết vẫn còn rất là dài. Đấy, ví dụ như là cái sản phẩm này này, đết của nó là đến là đi 2025 này này. Đấy, 2025 nhá, nên là có yên tâm nhá. Toàn những cái dòng thuốc đết dài thôi, nên là các bác yên tâm về chất lượng. Và bên em tuyển chọn rất là kỹ, lựa chọn rất là kỹ. Đây là típ thuốc trĩ nhá, một típ này là 20g. Đó, cái này thì chuyên cho bác bôi trĩ ngoài da. Đó, chuyên cho bác bôi trĩ ở ngoài nhá. À, bôi rất là nhạy luôn, bán rất là nhiều. 20k một típ thôi, lên mã giúp em sẽ là thuốc trĩ nhá. 20k một típ, cũng thương hiệu hình ông già. Rồi, tiếp theo thì lên luôn cho bác, đó là cái thuốc xịt xoang. Đấy, nhiều bác hay bị viêm xoang, viêm mũi dị ứng này. Đấy, rồi là dị ứng thời tiết các thứ này, các thứ. Hoặc là mũi miếc các thứ là nó không thông, thì các bác mua cho em cái lọ này về các bác xịt. Đấy, cái này là thuốc xịt xoang nhá. Đấy, cái này thì đết của nó đến 2025 luôn này. Cái này thì giá của nó sẽ là đi 40k một lọ nhá, 40k. Lên mã giúp cho em sẽ là thuốc xịt xoang nhá. Thuốc xịt xoang mũi nhá, chuyên cho các bác xịt xoang mũi. 100% thành phần từ thảo dược thiên nhiên này. Đấy, 100% thành phần từ thảo dược thiên nhiên. Đấy, cái này thì xịt rất là ok luôn, xịt phát là thông mũi mát họng luôn. Cái này đi thoảng em cũng xài mà. Đó, dùng thích lắm. Nó là dạng xịt nhá, thì về các bác chỉ việc là cho vào lỗ mũi các bác bóp cho em. Đấy, bóp là nó sẽ xịt ra có thế thôi. Đấy, dạng bóp này, cứ thế cho lỗ mũi các bác bóp, bóp cho em là nó sẽ xịt ra có thế thôi. Dùng rất dễ xài, dễ sử dụng luôn. À, một cái lọ này là 40k một lọ nhá, 40k một lọ. Lên mã giúp cho em sẽ là thuốc xịt xoang mũi nhá. À, thuốc xịt xoang mũi nhá. Một chai này là 20ml. Đấy, dung tích là 20ml, chuyên cho bác xịt xoang mũi là 40k một lọ nhỉ. À, tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái dụng cụ gắp mắt dứa mắt thơm này, rất tiện dụng luôn, sử dụng gia đình nhà mình hợp lý này. Giá thì bình dân thôi, chỉ có 15k một cái nhá. Chất liệu này bằng inox nó rất là sắc bén mà rất hay, về các bác dùng để các bác gắp những cái mắt dứa trong quả dứa ra. Đấy, các bác chỉ việc châm vào các bác gắp ra, châm vào các bác gắp ra rất tiện dụng luôn. Đó. 15k một cái nhá, lên mã giúp em sẽ cái dụng cụ gắp mắt dứa nhá, gắp mắt dứa, gắp mắt thơm, gắp mắt khóm. Đấy, trong Nam hay gọi là khóm hoặc là quả thơm. Ở ngoài Bắc thì hay gọi là quả dứa. Đó. 15k một cái nhá. 15k một cái dụng cụ gắp mắt dứa, gắp mắt thơm, gắp mắt khóm nha. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đây. Đấy, rất tiện dụng nhá. Đây là chị gắp quen tay này, gắp rất ngọt ngào luôn. Đấy. Cái này về các bác gắp một thời gian là các bác dùng nó quen tay mà. Đấy, có thấy không? Gắp lên quả dứa nhìn rất là đẹp, nhìn rất là hay, đỡ tốn thịt dứa nhá. Đấy, bình thường các bác này gọt gọt mất công, con này gắp rất là ngon luôn. Đó. Nhìn rất là hay nhá, bắt mắt, nói và dễ dàng sử dụng luôn. 15k một cái nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái dụng cụ gắp mắt dứa nhá. Đang bán bác là 15k một cái. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, nó là cái bộ dĩa Đức này. Đấy, bộ dĩa Đức 10 cây của thương hiệu Welling nhá, của thương hiệu Welling, hình hai người này. Đấy, hình hai người. Lên mã em sẽ cái bộ dĩa Đức. Cái bộ này thì về các bác chuyên dùng để các bác ăn hoa quả nhá, rất tiện dụng luôn. Một bộ dĩa Đức này là sẽ bao gồm là 10 cây. Đấy, chất liệu bằng inox này. Đấy, 10 cây nhá, đây. Logo Welling trên từng cây một này. Đấy, về các bác hay có những cái món ăn hoa quả thứ rồi. Đôi khi là ví dụ ở nhà mình ăn cầm tay thứ không sao, như ví dụ như các bác nhà có khách khứa, đôi khi các bác sử dụng này. Rồi ví dụ như các bác chuyển sang cái món này đi nó quen đi. Đấy, đỡ phải cầm tay, đôi khi là nó đỡ mất vệ sinh nhá. Đấy, thì các bác chuyển sang cầm này rất sạch sẽ, ok luôn. Đấy, dùng để ăn hoa quả rất là ok. Đấy. À, một hộp là 10 cái nhá, một hộp là 10 cái dĩa này này, một hộp dĩa Đức của Welling là số lượng là 10 cái nhá. Đấy, 10 cái. Đây 10 cái này. Đấy, báo giá bác luôn. Đó thì bên em đang gửi bác giá rất là hạt rẻ dễ mua. Lên mã cho em sẽ là cái bộ dĩa Đức ăn hoa quả 10 cây. Bộ dĩa Đức này. Bộ này thì bên em đang gửi bác giá một bộ này là 10 cây, giá chỉ có 40.000 thôi. 40.000 một bộ dĩa Đức 10 cây. Đấy, nhà đôi khi hay có khách khứa, các bác lên để các bác cho vào những cái đĩa hoa quả. Đấy, ăn cho nhìn nó sang trọng lịch sự. Đấy, đôi khi khách khứa rất là ngại cầm bốc tay. Đấy thì có cái dĩa ăn hoa quả này thì dùng rất là tiện luôn. 40k một hộp nhá. 40k một hộp để bán cả hộp này luôn. Là một hộp này là 10 cái này. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây cọ cốc bằng silicone.
Đấy, phần thân này có nhựa, còn cái phần đầu cọ nó xong silicon. Cái con này chiều dài nó rơi khoảng tầm 25 cm chứ, 25 cm. Đấy, các bác cọ những con cốc sâu hoặc là ví dụ như là chai lọ thì các bác cọ rất là ok luôn. Đây, cái dạng đầu của nó sẽ là đầu silicon này. Đấy, các bác cọ rất là sạch luôn mà không lo nó bị xước cốc. Bình thường là những cái cốc sâu ấy là các bác rất là khó cọ, rất là khó thò tay vào các bác cọ, thì đây các bác mua cho mấy cây này về. Đấy, một cái giải pháp sử dụng rất là hay luôn. Các bác mua về mình để cọ cốc, cọ rửa cốc chén các thứ ok luôn nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây cọ cốc đầu silicon nhá. Đấy, bên em đang gửi bác một cái cây cọ cốc đầu silicon này với giá sẽ là đi 20k nhá, 20k thôi. Đấy, dùng rất tiện dụng luôn, 20k một cây cây cọ cốc đầu silicon nhá, 20k một cây. Sau vào tiếp theo thì em lên luôn cho bác mai hàng đó là cái bộ nắp cống nhựa chắn mùi. Đấy, cái này về bác nào nhà vệ sinh có này, hay có cái món mùi hôi thối ở cống nó bốc lên thì về bác mua cho em cái cống này về. Đấy, cái cống này thì thiết kế dạng là cống một chiều nhá, nó kiểu dạng van một chiều, nó chỉ có đẩy xuống, nó còn là khi mà đẩy lên thì nó sẽ tự động là sẽ đóng kín lại. Đây này, coi nhìn này, đấy nó có phần lõi đẩy lên là tự động nó sẽ đóng kín lại các bác, đỡ mùi hôi nhá. Đấy, mà vẫn có thể dùng cái cống này làm cái cống để các bác thoát nước ok luôn. Đây nó có phần lưới lọc này, đấy lưới lọc, còn đây là cái phần miệng dưới nó này. Đấy, về các bác ấn xuống sau đó các bác xài thôi. Con này nó sử dụng cái dạng silicone, đây là khi mà các bác sử dụng rất là dễ dàng lắp đặt và dễ dàng sử dụng nhá. Giá thì bình dân vô cùng luôn. Lên mã cho em sẽ cái bộ nắp cống chắn mùi nhá. Bên em đang bán một cái bộ nắp cống chắn mùi nha, với giá sẽ là đi 20k nhá, 20k. Lên mã cho em sẽ là cái nắp cống nhựa nhá, nắp cống nhựa chắn mùi. Đó, đang bán bác là 20k một cái thôi, chỉ có 20.000, giá rất hạt rẻ, dễ mua. 20k một cái. Về các bác có lắp đặt vào cái cống nhà mình cho đỡ mùi lên nhá. 20k. Đấy, thiết kế rất là thông minh bây giờ và giá rất hạt rẻ bình dân. Mà cái dòng nhựa này các bác dùng thì siêu bền rồi, nếu mà các bác dùng làm nắp cống thì siêu bền luôn, không biết đến bao giờ hỏng nhá. Đấy, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Nhà tắm bốc mùi hôi khó chịu, da và tóc trượt xuống cống gây tắc nghẽn, côn trùng và vi khuẩn tràn lên theo đường ống. Bộ nắp phễu ngăn mùi thoát sàn chống trào ngược là sản phẩm dành cho bạn. Sản phẩm sẽ giúp bạn ngăn chặn mùi hôi và vi khuẩn, thoát nước dễ dàng, xóa bỏ nỗi lo tắc cống. Bộ nắp phễu ngăn mùi lắp đặt dễ dàng, bảo vệ sức khỏe bạn và gia đình, và đặc biệt giúp bạn tiết kiệm chi phí vì sản phẩm thay thế các loại nắp inox đắt đỏ kém hiệu quả. Giờ đây bạn chỉ cần bỏ ra chi phí rất nhỏ mà vẫn đạt được hiệu quả vượt trội. Đấy, chi phí bỏ ra rất là nhỏ, chỉ có 20.000 bộ thôi. Về các bác sử dụng xài rất là hay. Đấy, đỡ mùi nó bốc lên, các thứ đỡ côn trùng nó chui lên nhá. Đấy, vừa an toàn sức khỏe mà rất là tiện luôn. 20k bộ nhá. Lên mã cho em sẽ là cái nắp cống nhựa chắn mùi. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái hộp tinh dầu Dubai, một hộp là 5 lọ nhá. Đấy, hàng của Made in Dubai này. Một hộp này sẽ gồm có là 5 lọ tinh dầu trong này. Đấy, rất là thơm luôn, và cái mùi thơm toàn bộ là 5 mùi nó đều khác nhau nhá. Đấy, lưu hương cực kỳ lâu. Hàng chuyên tinh dầu của Made in Dubai. Đấy, Made in Dubai này. Đằng sau này sẽ có mã code, mã vạch đầy đủ luôn. Đấy, mã code, mã vạch đầy đủ hết luôn nhá. Made in UAE này, rất xịn sò luôn. Một hộp này sẽ gồm có là 5 lọ nhá, 2 4 5 lọ với 5 mùi hương khác nhau. Đấy, thoải mái các bác sử dụng luôn. Đấy, đi chơi đi tiệc, đi nọ đi kia giờ. Đấy, có tất cả các mùi khác nhau nhá. Dành cho chị em phụ nữ hoặc đàn ông đều được hết nhá. Đấy, lên mã cho em sẽ là cái hộp tinh dầu Dubai 5 lọ này, với giá thì cũng rất là bình dân. Đấy, tinh dầu Dubai. Tinh dầu Dubai. Với giá một hộp này là 5 lọ sẽ là đi 70.000 các bác nhá. Lên mã em sẽ là một hộp tinh dầu Dubai, là bán cả hộp luôn nhá, không bán lẻ nhá. Là một hộp này là 70k. Đấy, cho 5 lọ nhá. Hàng của Made in Dubai, Made in UAE đấy, rất xịn sò luôn. Đây một hộp rất đẹp, 5 lọ này mùi rất là thơm nhá, mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng. Cái dòng tinh dầu này thì các bác biết rồi. Đấy, nó chiết xuất 100% là từ tinh dầu luôn, nên cái tinh dầu rất là đặc. Đấy, không bình thường là các bác hay mua những cái dạng nước hoa thì nó pha ra có nước rồi. Đây là dạng tinh dầu, nghĩa là dạng nguyên chất luôn, nên là xài rất là ok. 40k nhá, 40k, 70k nhá, xin lỗi bác là 70k một hộp tinh dầu Dubai 5 lọ này. Đấy, 70k một hộp, giá rất là rẻ luôn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái hộp đá vĩnh cửu 6 viên, hàng cũng của thương hiệu Willing này. Đấy, một hộp này sẽ gồm có là 6 viên, đi kèo là một cái góc đá này nữa. Đấy, về các bác sử dụng này, cái dòng đá vĩnh cửu này thì về dùng rất là an toàn và ok. Đấy, không như cái dòng đá thường mà nó vẫn có cơ chế là làm lạnh như cái dòng đá thường luôn. Ở đây một cục của nó sẽ đúc liền này, đấy có logo Wiling ở bên trong này. Đấy, đi về các bác chỉ việc là bỏ trực tiếp cái viên này vào trong tủ lạnh và lúc nào dùng được các bác lấy ra. Đấy, phù hợp cho các bác nào uống bia uống rượu vẫn muốn mát nhưng mà lại không bị loãng nhá. Đấy, uống đặc đôi khi bác quen rồi. Đấy, các bác mua cho em cái bộ này về. Đấy, uống vào mà lại gì kiểu là mình ướp vào mà nó làm lạnh đá đúng như đá kia luôn. Đấy, và khi nào mà dùng xong thì mình có thể tái sử dụng nhá, các bác rửa sạch đi các bác lại cho vào, lần sau lại các bác lại dùng được ok luôn. Rất tiện và rất hay. Đó, lên mã em sẽ cái hộp đá vĩnh cửu 6 viên nhá. Đấy, em báo giá luôn. Giá thì một cái hộp đá vĩnh cửu 6 viên nha,
Đấy, với giá sẽ là 60k một một hộp nhá. Lên mã em sẽ là đá vĩnh cửu. Đấy, đá vĩnh cửu nhá. Dùng được nhiều lần và làm lạnh khá là nhanh. Đấy, làm lạnh như đá kia luôn. Về các bác chỉ việc bỏ vào tủ đông cho mình. Sau đó là 1 2 tiếng là nó sẽ lạnh, là các bác lôi ra các bác xài thôi. Là khi nào mà xài xong rồi các bác lại rửa sạch đi, mình lại lần sau mình có thể sử dụng được nhiều lần nhá. Một hộp đá vĩnh cửu 6 viên. Đấy, với giá thì sẽ là đi 60k một hộp nha. Đấy. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó, cái bộ nạo 3 món này, lên mã sẽ cái bộ nạo 3 món nhá. Bộ này sẽ gồm có là 3 món cho bác luôn. Về các bác xài thoải mái luôn. Gia đình rất tí. Đây, một bộ sẽ gồm có một cái cây nạo này, một cái cây nạo này sẽ có là nạo thường và nạo sợi nhá, một cái cây dao để các bác có thể là tỉa hoa, gọt hoa quả các thứ này. Rồi là đặc biệt là các bác hay có những cái món lòng gà, lòng vịt ấy. Các bác rạch ra rất là khó để các bác mua này về, nó rất là nhỏ này. Đấy, các bác luồn lách rất là ok. Và ngoài ra đây nó có một cái cây zip này, đấy các bác kẹp đằng sau. Các bác dùng các bác kẹp zip nhá. Đấy, kẹp zip các thứ ok. Một cái cây nạo thường, nạo kiểu dạng nạo thường, nạo tay ngang này. Đấy, cây này cây nạo tay đứng này thì sẽ có là chế độ nạo thường và chế độ nạo sợi này. Đấy, full combo một cái bộ sản phẩm 3 món nha. Đấy, lên mã em xem cái bộ nạo 3 món nhá. Đấy, bộ nạo 3 món, bộ này thì bên em đang gửi bác giá rất là hợp lý, dễ mua. 30k một bộ nhá. Lên mã em xem cái bộ nạo 3 món này. Nạo 3 món. 30k. Đấy, 30k một bộ nạo 3 món. Đấy, bao gồm là một nạo này, một dưa và một kéo nhá. Đấy. 30k một bộ nạo 3 món nhá. Cái sản phẩm này thì nhiều bác hỏi nó bằng chất liệu gì thì em bảo luôn là chất liệu bằng inox 34 nhá. Thì các bác về xài nó rất là bền, không lo gì sét mà sắc cũng rất là lâu luôn. Đó, chất liệu toàn bộ bằng inox 34 luôn. Để dùng rất ok. Đó, về nạo sắc bén lắm, nạo ngọt lắm, nạo hoa quả thứ là nạo rất ok luôn. 60k một bộ nhá, bộ nạo 3 món. Đó là cái này là cái lọ keo dán giày này. Đấy, lọ keo dán giày nhá. Về các bác chuyên dùng để dán giày, dán dép dùng rất hợp lý luôn. Đây. Đấy, về các bác chỉ việc là mở nắp này. Đấy, sau đó là những cái chỗ nào vết nứt giày dép là các bác nhỏ trực tiếp nó vào nhá. Đấy, nó là dạng keo này. Đấy, các bác nhỏ trực tiếp nó vào. Sau đó là các bác xài thôi, rất hợp lý luôn. Một cái lọ keo dán giày này, bên em đang gửi bác giá sẽ là 20k một lọ nhá. 20k một lọ. Còn các bác lấy 3 lọ thì bên em sẽ tính cho bác giá sẽ là đi 50k. Giá rất bình dân, hạt rẻ luôn. 20k một lọ, còn các bác lấy 3 lọ thì sẽ là 50.000 nhá. Đấy, lên mã cho em sẽ là keo dán giày nhá. 20k một lọ, lấy 3 lọ là 50.000. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy, dán giày dép rất là ok nhá. Dán cả giày, dán cả dép luôn. Đấy, mũi giày dép rách dép nhá. Về các bác chỉ việc giỏ vào sau đó các bác dính vào nhá, rất ok. Đấy, dính giày dính dép ngon lành luôn. Nó rất tiện dụng, đỡ phải phí phạn bỏ đi. Và các bác đôi khi là giày nó hơi hỏng một chút, hơi rách một chút, các bác bỏ rất là phí. Đấy, mua về mình vẫn tận dụng, đi được không nhá. Đấy, về dính vào cái là đi luôn, ok luôn. 20k một típ nhá. 20k một típ keo dán giày này. Các bác lấy 3 típ thì giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho 3 típ keo dán giày. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ bài vàng bạc này. Đấy, bộ bài vàng bạc thì tại vì em đang có hai mã là mã bộ màu bạc và một mã là bộ màu vàng. Đấy, thì các bác lấy bộ nào được báo cho em nhá. Hai bộ này giống nhau như hệt luôn. Đấy, chất liệu của nó toàn bộ mica này, các bác xài rất là bền. Đây, nó dạng nhựa mica nhá nên là xài rất là bền luôn. Đó, đây này. Đấy, thấy không, nhựa mica, các bác xài bộ này thì chắc là không biết đến bao giờ phải hỏng luôn. Đấy, toàn bộ nhựa mica. Đấy, cái này mạ vàng sáng bóng luôn này, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, quân số nhìn to rõ ràng, ok nhá. Bộ này bộ bài, về các bác chơi và các bác xem phong thủy. Đấy, cái này em bán cho nhiều bác hay xem phong thủy, các bác cũng hay mua bộ này đó. Giá thì hôm nay em cũng xả kho bộ luôn, bữa trước đang bán bác giá là đi 60.000, về bác mức giá rất dễ mua luôn. 40k một bộ nhá. 40k lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ bài vàng. Đấy, bộ bài vàng đang gửi bác mã giá một cái bộ bài vàng bạc này, giá sẽ là đi 40k bộ nhá. Bữa trước đang bán là 60.000 đấy, mà em xả kho còn ít nữa, bán nhanh xả kho luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ bài vàng bạc 60k, giảm luôn đấy bác, giá chỉ còn có 40.000 bộ thôi. 40k bộ nhá, giá rất dễ mua. 40k bộ này. Đấy, sẽ có hai màu là màu vàng màu bạc, lấy màu nào có báo cho em nhá. Đấy, màu vàng màu bạc bằng giá luôn là 40.000 một bộ nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái đèn tủ. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái đèn tủ nhá. Cái này thì em báo giá luôn, bên em đang gửi bác một cái đèn tủ này với giá sẽ là 40k một cái nhá. Đấy, đèn tủ về các bác lắp vào trong tủ quần áo và các bác cứ lắp ở cầu thang, đừng đi lối lại vào gầm giường, rất là hay. Đấy, cái đèn này thì khi mà có cảm biến qua là tự động là nó sẽ sáng lên nhá. Đấy, thì trong bộ sản phẩm là bao gồm là
một đèn này, một đèn rồi là có cái cả cái miếng dán để các bác dán lên tường, lên những cái chỗ nào vị trí nào các bác lắp đặt thì các bác dùng miếng dán các bác dán đỡ phải khoan ốc vít các thứ ra. Hoặc thì không, nếu mà có đinh sẵn rồi thì mình có thể là đeo vào cái lỗ đinh ở đây, nó có cái lỗ đinh này. Đấy, vào một cái cọng dây cáp sạc nhá. Cái hay của sản phẩm này thì nó đã có pin sẵn ở trong như này rồi. Thì các bác về chỉ việc dùng thôi. Đấy, thì ở đây nó có cái con mắt cảm biến này, khi mà có chuyển động vật thể qua thì tự động đèn nó sẽ sáng lên nhá. Cái ánh sáng nó vừa đủ thôi các bạn. Đấy, ánh sáng nó vừa đủ để các bác tiện việc mình có đi lại ở cầu thang, hoặc là ví dụ mình để trong gầm giường thứ đó, đôi khi ví dụ mình có đang ngủ đêm mình dậy mình đi có việc các thứ này, tự động nó sẽ sáng lên rất tiện dụng luôn. Hoặc các bác để trong tủ quần áo. Đấy, mình mở tủ quần áo là cái là tự động nó sẽ sáng lên nhá. Thì lúc nào mà hết pin thì các bác lại có thể tháo ra các bác sạc. Đấy, thì ở đây nó có dây cáp sạc này, và đây là cái dây cáp sạc. Đấy, cái nguồn sử dụng của nó sẽ là cái nguồn điện là 5V nhá. Về các bác có cái cục sạc điện thoại các bác cắm vô là các bác có thể sạc cho cái đèn này rồi. Đấy, khi nào mà sạc đầy thì các bác lôi ra các bác xài thôi. Đấy, nói chung là con này sạc một lần thì dùng rất là lâu. Giá thì bình dân chỉ có 40.000 thôi. Về các bác sử dụng lắp vào tủ quần áo, lắp vào đường đi lối lại, cầu thang các thứ này. Đấy, rất tiện dụng, đỡ tốn tiền điện, mà thứ hai là nó rất là tiện, nhỏ gọn, dễ sử dụng nhá. 40k một cái nhá. Lên mã giúp em xem cái đèn tủ nhá, đèn tủ đang ở bác giá là 40k. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đây. Đấy, ví dụ các bác lắp đặt lên này, đấy, bóc cái miếng dính nha, các bác dính lên. Đấy, khi nào mà có người đến cái tự động là nó sẽ sáng lên nhá, còn không thì sẽ tắt đi. Đấy, không cần vì dây dợ này lằng nhằng. Đấy, mỗi lần hết pin thì các bác lôi ra các bác sạc vào là các bác xài thôi đây. Đấy. Mình có một món đồ cực kỳ cần thiết trong cái tủ quần áo của bạn, theo mình được hộp nhé. Thì đây chính là một cái đèn cảm ứng, mọi người có thể đặt nó ở trong cái tủ quần áo hoặc là một cái tủ ngăn kéo ở trong phòng mình nha. Cái đèn này khi hết pin thì mọi người vẫn có thể sạc, lắp ráp thì cực kỳ đơn giản luôn. Thì bây giờ mình sẽ lắp nó ở cái tủ quần áo của mình nha. Cái đèn này thì buổi tối thì nó mới phát huy tác dụng cho mọi người. Theo như mình thấy thì cái đèn này nó khá là sáng, nó có thể soi sáng được một cái tủ cho mọi người luôn. Đó, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, nó có thể là cảm biến, nó có thể cảm biến các thứ nhá. Đấy, rất tiện dụng luôn. Đó, dính vào cái là ok. Nó có thể sáng cảm biến, lúc nào cần đến lúc sáng, lúc không nó sẽ tự động tắt đi nhá. 40k một cái nhá, 40k một cái, rất tiện dụng, dễ dàng lắp đặt và dễ dàng sử dụng nhá. Lên mã em sẽ cái đèn tủ 40k một cái nha. 40k. Đây, quên chưa ghi giá này các bác này. 40k nhá. Tiếp theo thì bên em về tiếp tục cho bác cái mã pin 18650 này về các bác sử dụng này. Đấy, thiết bị máy móc có thứ bây giờ rất nhiều những cái thiết bị nó sử dụng cái pin này. Đấy, dòng pin 18650 nhá. Dòng này thì hàng của hãng luôn nhá, Utiflat này. Đấy, dung lượng pin sẽ là 6800 mAh. Đấy, cái công suất pin sẽ là 3.7V một viên nha. Đó, đầu âm đầu dương ok luôn. Về các bác lắp đặt vào những cái thiết bị nó sử dụng cái pin này rất là nhiều. Cái pin này thì nó là dòng pin khô. Đấy, pin sạc tích điện nha, khi mà hết pin thì các bác lại có thể là cắm vào các bác sạc. Đấy, sạc đầy pin thì mình lại mang ra mình dùng. Đấy, dùng đầy thì mình lại dùng hết rồi thì mình lại mang vào mình sạc. Đấy, nó có thể tái sử dụng được nhiều lần nhá. Và cái dòng này thì cái pin nó rất là trâu và cái thời gian tích điện nó rất là lâu, nói chung là sử dụng rất là hay luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái pin 18650, bên em đang bán lẻ một viên như này là 20k một viên nhá. 20k một viên pin 18650 nha, 20k một viên thôi, giá rất hạt rẻ mà dùng rất là hay. Đó, pin 18650 nhá, 20k một viên nha. Đó. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà đó là cái cây cà lê 8 đầu này, lên mã cho cái cây cà lê 8 đầu nhá. Cây này thì giá rất bình dân, sẽ là 90.000 một cây nhá, 90k. Một cây cà lê 8 đầu này, 90k một cây, dùng rất là tiện dụng luôn. Đấy, thì một cái cây cà lê này nó sẽ gồm có là 8 đầu, có nhá, 8 đầu khác nhau. Đó, 8 đầu cà lê khác nhau. Đầu nhỏ nhất sẽ là đầu đầu nhỏ nhất của nó sẽ là đầu 8 nhá. Đầu nhỏ nhất sẽ là đầu 8 và đầu lớn nhất của nó sẽ là vào đầu 19 nhá, 19. Đấy, bên này là 19 này, 17 này, 16 này, 14 này. Đấy, và bên này thì sẽ có là 8 này, 10 này, 11 này và 13 này. Đấy, những cái đầu phổ thông nhất, những cái đầu phổ thông nhất hiện nay. Đấy, thì cái con này các bác có thể là xoáy đa năng các loại ốc luôn, từ 8 cho đến 19 các nhá. Từ 8 đến 19 thì nó sẽ có hai đầu. Đấy, các bác xoáy các loại ốc đa năng. Đấy, dùng cho anh em thợ thuyền, các bác sử dụng gia đình rất là hợp lý luôn. Một cái cây cà lê 8 đầu đa năng. Đấy, mỗi bên là 4 đầu nhá. 90k một cây thôi, giá rất hạt rẻ luôn. Toàn bộ thì nó là dòng thép CRV nhá, siêu cứng cáp dày dẫn luôn. Lên mã giúp em sẽ cái cây cà lê 8 đầu đang gửi bác là 90k một cây nhá, 90k một cây. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đấy, bán rất là nhiều các rồi. Các bác đi sửa chữa máy móc mang một đống cà lê đi, lung tung tìm kiếm mất thời gian. Với chiếc cà lê 8 trong một kiểu mỹ này giúp các bác vừa tiết kiệm chi phí, thời gian tìm kiếm đồ, vặn được tất cả bu lông ốc vít với đủ loại kích thước.
thao tác dễ dàng, không đòi hỏi quá nhiều sức lực. 48 công cụ chỉ trong một chiếc cờ lê, không phải mất công tìm cờ lê phù hợp vận ốc, quá tiện lợi các bác ạ. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, rất tiện dụng luôn. Đấy. 8 trong nói chung là 8 trong 1 luôn, 8 trong 1 đầu như chiếc cà lê này. Lên mã em sẽ cái cây cà lê 8 đầu, 90k một cây nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây đèn móc khóa rất nhỏ gọn nha. Giá định rất nhỏ luôn, giá chỉ có 40k một cây thôi. Cực kỳ sáng luôn, siêu sáng nhá. Đấy, và cái này thì nó có thể sạc tích điện được này. Mới nguyên hộp này đi kèm thì sẽ gồm có là một cái cọng dây cáp sạc nhá. Đấy, và đây là cái con đèn chính này, nó rất là nhỏ gọn, nó chỉ bằng hai ngón tay em này, rất nhỏ gọn luôn. Các bác rất tiện dụng mang đi chỗ nọ chỗ kia. Đấy, cái con này rất là hay, nó có cả cái nam châm hít này. Đấy, có cả nam châm hít luôn nhá. Đấy, các bác để những cái chỗ mà sát chiếc các thứ là ok. Đây, em hít cho bác coi. Đấy, nó có nam châm này, nó hít rất ok. Đấy, cái này nó không phẳng nên hít nó không chặt mấy. Đó, đây. Đấy, các bác có thể là hít nam châm này, rồi là móc đeo chìa khóa này, khui bật bia này. Đấy, đây là cái phần móc đeo chìa khóa này. Đó, đằng bên hông này thì sẽ có là cái nút bấm bật đèn này, một cái bên hông bên này thì là cái phần để các bác cắm sạc nhá. Đấy, khi mà hết pin thì các bác lại lấy cái dây cáp này các bác cắm vô đây, và cái đầu còn lại thì các bác cắm trực tiếp vào cái củ sạc nhà mình hoặc là cái cục sạc điện thoại ấy, nguồn 5V đấy, là các bác có thể sạc cho cái đèn này ok rồi. Đó, đèn này siêu sáng luôn, rất nhiều chế độ sáng nhá, 1 này, 2 này, 3 này. Đấy, 3 chế độ sáng nhá, có cả nháy cảnh báo SOS này. Đèn siêu sáng luôn, nhìn các bác nhìn chói mắt luôn nhá. Bình thường các bác nhìn ở ngoài chói mắt luôn đấy. Đây em đang quay trong video đó, các bác nhìn ngoài chói mắt luôn, nó sáng kinh khủng khiếp luôn. Đấy, con này nó rất nhiều những cái mắt LED này. Đấy, mắt LED này là rất là sáng luôn, sáng siêu sáng luôn nhá, sáng cực kỳ luôn, sáng lắm. Một nhỏ gọn này rất là sáng. Đấy, về các bác mang đi chơi đi du lịch này, rồi anh em thợ thuyền sửa chữa này, rất nhỏ gọn này, mình bỏ túi, đôi khi mình cần những con ánh sáng để mình sửa chữa đồ đạc cũng rất hay luôn. Ngoài trời tiện cho việc di chuyển mang đi mang lại rất ok. 40k một chiếc nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái sản phẩm là cái cây đèn móc khóa nhá, đèn móc khóa nhỏ gọn tiện lợi, dễ sử dụng mà siêu sáng luôn. Đèn móc khóa này, đèn móc khóa bên em đang gửi bác giá sẽ là 40k. Đấy, 40k một chiếc đèn móc khóa nhá, 40k một cây. Đấy, 40k một chiếc, rất nhỏ gọn và rất là sáng luôn nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây cò ga trắng này. Đấy, có phần đánh lửa tự động nhá, điều chỉnh ga to nhỏ này. Đó. Hàng này thì bên em sẽ hàng lõi đồng nên về các bác xài rất là bền. Đấy, về các bác dùng để lắp vào bình ga mini các bác xài, mình kho đồ các thứ là đánh lửa, mồi ga, mồi củi rất tiện dụng luôn, mà giá là rất bình dân nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây khò ga trắng nhá. Bên em đang gửi bác một cái cây khò ga trắng này, chỉ có 40k một cây thôi, 40.000 một cái cây khò ga trắng này, có đánh lửa tự động này, điều chỉnh ga to nhỏ này. Đấy, về các bác lắp bình ga mini thì mình là chỉ việc xài thôi. Đấy, không cần phải mồi miếc gì, lõi đồng nên là dùng rất là bền luôn. 40k một cây nhá, giá rất hạt rẻ bình dân luôn. 40k một cây khò ga trắng nhá. Cứ lên mã giúp em sẽ là cái cây khò ga trắng. Đấy, đánh lửa bật cứ kêu lên tách tách luôn, khò ga thì êm du luôn, ngon lành. Đấy, chắc chắn về các bác sử dụng xài ok. 40k một cây. Dòng bóng đôi bên em tiếp tục hàng về này, các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là bóng đôi nhá. Đấy, một cái bộ bóng này thì sẽ có hai quả. Đấy, một quả công suất sẽ là 20W này và một quả công suất sẽ là 30W này. Đó thì bên em bán được combo là cả hai quả như này luôn, thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là bóng đôi. Đấy, bộ bóng đôi báo giá bác luôn, đang gửi bác giá cực kỳ tốt luôn, 50k một đôi nhá, 50k một cái bộ bóng đôi nha. Đấy, bao gồm là hai quả, một quả 20W và một quả là 30W nhá. Con này nó sử dụng đuôi sẽ là đuôi xoáy, sử dụng điện sẽ là điện 220. Đấy, bóng đèn LED với độ sáng cao, tiết kiệm điện nhá. Cái này thì sử dụng dòng chip LED siêu sáng và rất là tiết kiệm điện nhá, nên là các bác yên tâm dùng rất là hợp lý. Đấy, các bác dùng gia đình bộ này cho em rất là hợp lý. Đấy, bóng to thì ví dụ như những cái chỗ nào không gian rộng có thứ rồi thì các bác lắp cho em quả to này vào. Đấy, còn những cái quả nhỏ các bác lắp những cái chỗ không gian nó hẹp hơn một chút. Đấy, nói chung nó khá là sáng nhá. Cái này em cũng đang xài mấy đôi. Đấy, em thấy ánh sáng khá là ok. Đấy, 30 và 20 nhá, một bộ này chỉ có 50.000 thôi, giá rất bình dân hạt rẻ luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ bóng đôi nhá, 50k một cái quả bộ bóng đôi nha. Đấy, 50k 50k một bộ nhá, hai quả 50k một bộ, hai quả bóng đôi, một quả 30W và một quả là 20W, sử dụng đuôi sẽ là đuôi xoáy nhá, đuôi xoáy phổ thông, sử dụng điện 220. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng rất là hay, đó là cái bộ kéo cắt cành trên cao. Bộ này thì sẽ bao gồm là một đầu kéo để các bác cắt cành trên cao và một cái bộ cưa nhá, một cái đầu cưa rất tiện dụng luôn. Đấy, cái này về các bác chuyên dùng để các bác sử dụng, các bác cắt rồi là các bác cưa những cành ở trên cao nhá. Đấy, một bộ sản phẩm đầy đủ dây dọ thứ như này. Đó, về các bác lắp đặt và các bác xài thôi. Đấy, bên em bán là
Em nói luôn là nhiều bác hỏi là không có kèm cán, em nói luôn là bộ đây không có cán lắm nhá. Đấy, về thì các bác tự kiếm cán các bác tra vào. Đấy thì ví dụ về các bác kiếm một cái thân cán nào đó các bác về các bác tra vào. Đấy thì về lưỡi cưa các bác lắp vào đây. Đấy, lưỡi cưa các bác lắp đây nó có ốc vít sẵn rồi. Về các bác tháo là lắp vào đây. Đấy là đây quay cái lưỡi cưa ra. Đấy, và đây là cái lưỡi cưa. Đấy ví dụ những cái cành là to là các bác dùng cái lưỡi cưa này. Lưỡi cưa thép S5 cực kỳ sắc bén nhá, rất là ngọt luôn. Và một cái phần này là cái phần lưỡi kéo này. Đấy phần lưỡi kéo này về các bác đu cái dây vào đây. Đấy, đu cái dây vào đây. Đây ở đây nó có cái hệ thống dòng dọc các bác kéo này. Đấy, mỗi lần các bác kéo thì nó sẽ nghiến đứt cái cành trên cao bác nhá. Đấy, nghiến đứt cái cành trên cao bác rất tiện. Đây này. Đấy, thì các bác kéo này. Kéo này. Đấy các bác đu cái dây vào đây này, các bác kéo nó xuống này. Đấy, để các bác cắt nhá. Ở đây nó có cái lò xo này. Thì khi mà cắt xong thì nó sẽ đàn hồi trở lại nhá, rất hay luôn. Đấy, đấy là về cái phần mục kéo, còn đây là cái phần mục cưa. Đấy, full combo một cái bộ này bao gồm là cả kéo cả cưa. Đấy, thì về các bác kiếm cho một cái khúc que xào các bác chọc vào đây, sau đó là các bác có thể là mình cắt những cái cành ở trên cao rất là hay luôn. Đấy. Một cái bộ này thì bên em đang gửi bác giá sẽ là 130.000 một bộ nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ cưa kéo cắt cành trên cao. Đấy. Kéo cắt cành trên cao nhá, cứ lên mã giúp em sẽ là kéo cắt cành trên cao này. Kéo cắt cành trên cao. Đấy cả cưa cả kéo cắt cành trên cao nhá. Giá thì sẽ gửi bác là 130.000 bộ thôi, 130k một bộ này. Giá rất bình dân hạt rẻ, bao gồm là cả dây, cả lưỡi cưa, cả lưỡi kéo một bộ này luôn là 130k một bộ. Đấy là một bộ trên hình các bác đang coi đây nhá. Đấy là 130k. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Con này được cắt rất là hay, rất là tiện mà nó cắt rất là ngọt luôn. Đây các bác cùng coi này. Đây. Xin chào bà con cô bác. Để phục vụ bà con nông dân thuận tiện trong quá trình chăm sóc vườn, em xin giới thiệu các bác sản phẩm kéo cắt cành trên cao. Về các bác kiếm cái khúc gỗ, khúc cây các bác luồn đây. Cao cành muốn thì các bác chọn cây rồi siết chặt vít vào, lưỡi kéo bén nên cắt rất nhanh. Các bác cảm giác cắt, đó, còn đây ông cắt rất ngọt nhá. Bởi hệ thống tay cầm thông qua dây kéo dòng dọc. Cây là to quá thì mình cưa. Một sản phẩm rất hữu ích cho các bác nhà. Xin chào bà con cùng bác. Đấy, các bác cùng xem lại một lần nữa này. Đấy, đi về các bác luồn dây rồi nhá. Đấy, sau đó các bác kiếm một cái que xào các bác chọc vào cái lỗ này, siết kia ốc vào. Đó, lắp lưỡi cưa thứ đầy đủ ngon lành vào. Đấy, lắp dây vào và các bác chỉ việc đứng dưới các bác kéo thôi, rất tiện dụng luôn. Đấy, những cái cành nhỏ này thì các bác cắt này. Những cái cành to thì mình dùng cưa mình cưa, rất ngọt ngào luôn, ok luôn. Đấy. 130k một bộ thôi, giá rất hạt rẻ mà dùng rất là tiện. Đấy, cho các bác dùng cắt những cái cành trên cao mình đỡ phải leo trèo nguy hiểm. Đó, mình chỉ việc đứng dưới dùng cái này mình cho lên sau đó mình cắt thôi. 130k một bộ nhá. Rồi các bác hàng tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ kéo cửa tự động này. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ kéo cửa nhá. Đấy bộ kéo cửa. Rất hay luôn. Về các bác lắp vào cái cửa nhà mình. Rất là tiện dụng. Đấy, mỗi lần ví dụ các bác hay cứ phải hay đóng kéo vào rất là mất công. Đấy, nhưng khi mà các bác lắp bộ này vào là tự động là nó sẽ đóng cửa vào cho bác luôn, rất tiện dụng đây. Thì cái nguyên lý động thì về các bác kết nối cái bộ này cùng với lại vào cái bản lề này. Đấy có phần lại có bác quặc cái cửa này, khi mà các bác đẩy cái cửa ra, đấy quặc đây. Khi mà các bác đẩy cái cửa ra thì nó sẽ kéo dây ra, còn khi mà các bác để không thì tự động là nó sẽ thụt cái dây này vào. Đấy đây này. Đấy, cái dây này là nguyên lý động, nó kiểu dạng dây cót này, nó sẽ tự động nó thu cái dây này vào nhá. Đó, tự động nó thu dây vào. Và cái lực thu nó rất là mạnh luôn. Nên là cửa to cửa nhỏ là các bác có thể chơi được hết luôn nhá. Đấy đi kèm nó cả một cái miếng nhựa nữa. Đấy để các bác xài nhá. Đó đi em báo giá luôn, lên mã giúp em sẽ là cái bộ kéo cửa nhá. Đấy bộ kéo cửa một bộ này thì bên em đang gửi bác giá chỉ có là đi 50k bộ thôi. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ kéo cửa. Đấy bộ kéo cửa này. Bộ kéo cửa tự động này. Kéo cửa nhá. Bộ kéo cửa tự động. Giá của nó sẽ là 50k một bộ nhá. 50k một bộ kéo cửa này. Đấy nó nguyên lý hoạt động của nó là như thế đây. Các bác cùng xem cái công dụng thực tế về sản phẩm cùng con ở đây. Đấy. Đó thì về các bác lắp đặt vào này, một phần thì các bác cái cục thì các bác dán vào hộc cửa này, còn cái phần còn lại các bác dính vào. Đấy khi mà các bác đẩy cửa này, đó tự động là nó sẽ kéo nó đóng vào luôn, các bác không cần phải đóng nhá. Đấy tự động nó kéo nó đóng vào luôn nhá. Nhà hay có trẻ con hoặc là ví dụ như hay có động vật các thứ ra. Nó nhiều khi các bác quên đóng cửa rất là nguy hiểm thì các bác mua cái bộ này về. Đấy. Là khi mà mình đi ra cái là tự động nó sẽ kéo nó đóng chặt vào luôn. Đấy. Cho cái này dùng cho được cho cả cửa đẩy hoặc là cửa lùa đều được nhá. Đấy cửa đẩy hoặc cửa lùa đều được hết luôn. Đấy các bác cùng xem kỹ lại lần nữa này. Đó quặc vào. Đẩy vào cái này, đẩy ra này, đấy tự động nó sẽ kéo vào này. Đó đẩy ra cái này. Đó tự động nó sẽ thu vào rất hay luôn. Sử dụng rất là thực tế nhá đây. Đó. Đấy. Cửa luôn được đóng kín, muỗi khó bay vào, gió điều hòa khó thoát ra, bảo vệ con nhỏ hay động vật bò ra ngoài khỏi tầm mắt. Lắp đặt đơn giản. Đấy. Nói chung là cái con này lắp đặt đơn giản là không cần phải khoan đục gì ở đây vì đây nó có cả những cái miếng băng dính sẵn rồi này. Về các bác chỉ việc bóc ra các bác dính vào là xong. Đó thì chỉ việc kéo là
Đấy, kéo ra còn tự động là sẽ thu vào nha. Đấy, tự động sẽ thu vào này. Đó, nó thu vào. Đó, đấy, rất hay luôn nhá. Đó, 50k một bộ kéo cửa tự động nhá. 50k một bộ. Bộ bài vàng này, đấy, bộ bài vàng nhá, bộ bài vàng rất là ok. Đấy, bộ này bên em bán khá là nhiều này. Đấy, giá cũng rất hạt rẻ bình dân luôn. Đó, lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ bài vàng nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bình xịt dầu nhớt này. Cái này thì rất là hay, nói chung là gia đình nào nên cũng nên có một cái bình nha. Về rất là tiện luôn các bác, về châm dầu châm nhớt thôi. Hoặc anh em thợ thuyền ấy, các bác làm xưởng máy may thứ các bác cho dầu cho nhớt các bác thi thoảng mình phun vào những cái chi tiết máy thứ bôi trơn các thứ. Cái con này rất hay là cái phần ống các bác có thể bẻ cong đi. Đấy, những cái chỗ vị trí góc khuất các bác vẫn có thể là các bác xịt vào được. Đấy, rồi là tay bóp rất nhẹ nhàng ok luôn. Thân bình thì toàn bộ bằng kim loại nhá. Đấy, các bác xoáy ra. Châm dầu châm nhớt đây sau đó các bác lại cho vào. Đây nó có cả cái phần lọc dầu cặn các thứ này. Đấy, rất là hợp lý luôn. Báo giá bác luôn nhé, bên em đang gửi bác một cái bình xịt dầu nhớt này với giá sẽ là 40k, lên mã giúp em sẽ là cái bình xịt dầu nhớt này, xịt dầu nhớt đang gửi bác là 40k một cái nhá, 40k một cái bình xịt dầu nhớt này, có thể bẻ cong uốn cong phần đầu vòi rất ok, 40k một cái. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái phích cắm chân dẹt này. Đấy, em báo giá luôn, bên em đang gửi bác một cái chiếc phích cắm chân dẹt này với giá là đi 10k một cái nhá, 10k thôi, chỉ có 10.000 một cái phích cắm chân dẹt. Phích này đang xả kho giảm giá nhá. Chân của nó là toàn bộ chân đồng. Đấy, bác nào mà hay dùng những cái ổ điện Nhật các thứ ra, các bác mua con phích dẹt này về cắm là đúng bài luôn. Vì toàn bộ là phích ổ điện Nhật, người ta hầu như toàn chơi là chân dẹt nên rất là khó. Đấy, các bác mua cái phích này về các bác cắm này. Đấy, cắm ổ điện Nhật là hợp lý luôn. 10k một cái nhá. Về các bác chỉ việc mở nắp đấu dây là các bác xài thôi. Đấy, dòng này thì chống va đập, chống cháy nhá, chống vỡ rất là hợp lý luôn. 10k một cái phích cắm chân dẹt nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là phích cắm chân dẹt 10k. Chân của nó sẽ là chân đồng nhá. 10k một cái. Theo thì em lên luôn cho bác mang hàng đó là cái bộ kim chỉ. Đấy, bộ này dùng cho gia đình thì hợp lý này. Đấy, về cho bác hay các bác bà xã nhà mình mua về. Đấy, may khâu vá rất tiện dụng luôn. Một cái bộ kim chỉ nhá, đầy đủ là sẽ bao gồm là kim chỉ này. Đấy, bao gồm là những cái phụ kiện là thước này, rồi là kéo bấm này. Đấy, rồi đây những cái này hồi xưa hay có này. Các bà khâu vá xưa hay có. Rồi bên dưới này. Bên dưới này thì sẽ gồm có là đi kim và chỉ nhá. Đấy, kim và chỉ đây. Đây là kim này. Đấy, một cái lốc kim này luôn nhá. Rất nhiều kim. Đó, rồi là có chỉ đầy đủ luôn này. Chỉ đây. Đó, đây chỉ đây. Chỉ, cái chỉ này thì rất là nhiều màu khác nhau nhá. Đấy, cái cuộn chỉ này rất nhiều màu khác nhau để phù hợp hầu như là tất cả các loại chất liệu quần áo, màu sắc quần áo khác nhau nhá. Đấy, thì nó sẽ đựng trong một chiếc hộp nhỏ nhỏ xinh này. Giá thì bình dân thôi. 30k một cái hộp này thôi nhá, chỉ có 30.000 thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp kim chỉ. Đấy, hộp hộp kim chỉ nhá, bao gồm là có đầy đủ cả kim cả chỉ và một chiếc hộp sẵn này rồi. Đấy, rất là xinh, nhỏ nhỏ xinh nha. 30k một hộp nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp kim chỉ đây. Hộp kim chỉ. Về các bác may khâu vá nhá. 30k. Đấy, 30k một hộp kim chỉ nhá. 30k một hộp. Rồi tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ bóng đèn đuôi tím. Cái này thì lâu lâu không quay bác này. Đấy, thì hôm nay tiếp tục hàng về nhá. Bộ bóng đèn đuôi tím, một bộ này bao gồm là cả bóng, cả đuôi, cả dây, rất tiện dụng luôn. Đấy. Dòng bóng led siêu sáng nhá, rất tiết kiệm điện luôn. Thì đây có nhá, một bộ này nó là nguyên mới nguyên vỉ này. Đấy, mới nguyên vỉ như này. Là nó sẽ bao gồm là một bóng này, đấy một bóng nhá, một bóng led siêu sáng công suất 20W nhá. Đấy, đuôi của nó sẽ là đuôi xoáy này và một chiếc đuôi này. Đuôi là cũng là đuôi xoáy, thì cái này các bác có thể tháo rời ra để các bác có thể là ví dụ như là bóng này nó hỏng thì mình có thể thay bóng khác, hoặc ví dụ như là bóng này mà không thích thì mình có thể về mình thay bóng khác cũng được. Đấy, và cái đuôi này rất là hay là nó có tích hợp cả công tắc ở đây này. Đấy, lúc nào mà các bác dùng là các bác bật lên, không dùng là mình có thể tắt đi. Đấy, nó có sẵn cái công tắc ở đây và một cái sợi dây. Cái dây khá là dài đấy, dây này trọng được khoảng tầm 3m các bạn. Khá dài đấy các bạn. Đấy, khá dài và nó có cả phích cắm đầy đủ hết luôn. Đấy, về cái bộ này thì nói chung về các bác mua về là chỉ việc là mình phệt vào là các bác dùng luôn thôi, không cần phải đấu nối hay là dây dợ gì hay các thứ gì lằng nhằng. Về chỉ việc là cắm vào điện vào là các bác xài luôn, không cần phải đấu nối lằng nhằng. Đấy, đặc biệt cho bác nào mà những trong cái công việc kỹ thuật đấu nối thứ giờ hơi kém, đấy mình không làm được, thì các bác mua cái bộ này về rất tiện dụng luôn. Giá thì cũng rất là bình dân nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ bóng đèn đuôi tím nhá. Đấy, bóng đuôi tím đi. Đấy, bóng đuôi tím. Cái này từ xưa này em cứ hay lên mã là bóng đuôi tím này. Cái bộ bóng đuôi tím này thì giá bình dân thôi, 60k nhá, 60.000 bộ thôi. Đấy, bao gồm là cả bóng, cả dây, cả đuôi, mà đuôi này còn có cả công tắc luôn nhá. Bóng là bóng 20W. Bình thường ấy là các bác ra đây em phân tích luôn này.
Đấy, ví dụ một cái bóng 2W này các bác mua ít rơi khoảng tầm là đi 40.000 một quả này. Đấy, một cái đuôi nữa mà cái đuôi này có cả công tắc luôn thì ít phải vào 20.000 là 60.000 rồi. Với một cái đoạn dây mà nó còn có kèm cả phích nữa thì ít về giờ 50.000 nữa, chỗ dây nữa. Đấy là rơi vào khoảng tầm hơn 100 này. Đây bên em bán cả một bộ này mà giá nó chỉ có 60.000 thôi. Giá rất hạt rẻ mà sản phẩm dùng rất là hay. Cái này thì bên em bán khá là nhiều rồi mà dùng tiện lắm. Về chỉ việc là các bác cắm là xài, không cần phải đấu nối hay là mua thêm gì cả. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ bóng đèn đuôi tím nhá, bao gồm là cả bóng cả đuôi cả dây nha, là một bộ này là 60k nhá. Đấy, 60k một bộ bóng đèn đuôi tím nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ ống hút dung dịch này. Đấy, bộ này thì bán khá là nhiều mà dùng rất là hay. Các bác mua về dùng để hút xăng, hút dầu, hút rượu, hút nước này, rất tiện dụng luôn. Đây, một bộ nó sẽ một cái tay bóp này để đi về các bác luôn vào nhá. Ở đây thì cái dây này về thường thường là bên em gửi nó sẽ hay bị gập một chút thì về các bác bóp nó ra là nó sẽ ra thôi. Đấy, sau đó các bác cắm nó vào. Đấy. Ở đây nó có cái mũi tên này, có nhìn này. Ở đây nó có cái mũi tên nó chỉ về hướng nào thì cái hướng đấy là nước nó ra nhá. Đấy, ví dụ như hướng này nó chỉ này thì hướng này nước ra, còn hướng này là nước vào này. Đấy, các bác cứ lắp đúng vào cho em. Đấy, nghĩa là các bác muốn đầu nào vào được các bác lắp dây nó vào. Đấy, lắp dây nó vào nhá. Các bác lựa nó vào này. Đó, lựa nó vào, sau đó là cái phần này các bác cắm vào cái chỗ các bác cần hút này và các bác bóp cho em, bóp vài bóp cái là nó sẽ mồi nước và cứ thế nó ra thôi. Các bác không cần phải cho mồm mà hút các thứ như xưa là cứ hay cho mồm hút rồi dùng mẹo nữa, rất là khó khăn. Mua cái bộ này về rất tiện dụng luôn. Đấy, nó chỉ có 30.000 một bộ đấy nhá. Đấy, bao gồm là cả dây cả cái tay bóp này nữa, là một bộ này là 30k. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ ống hút dung dịch, hút xăng, hút dầu, hút rượu, hút nước nhá. Đó, 30k một bộ nha, 30k này, 30k nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ hút dung dịch. Đó, hút dung dịch, hút xăng, hút dầu, hút rượu, hút nước. Đó, về các bác hút những cái dạng dung dịch chất lỏng là ok. Đấy, rất tiện dụng luôn. 30k một bộ này nhá, 30k một bộ nha. Đó, đây các bác cùng xem thực tế cái video về sản phẩm này. Xem thực tế video về sản phẩm nó về nó dùng rất là tiện luôn đây. Các bác cùng xem này. Đấy, về các bác thấy không? Đây chị này chị đang hút rượu, hút nước từ trên xuống này. Đó, các bác chỉ việc bóp cho em một chút đó, thấy không? Nó rất là nhanh luôn. Đấy, bóp rất là nhanh, hút rất là tiện luôn. Đó. Bóp vài cái là hút ra là ngay nhá. Đấy, không cần phải hút nọ hút kia là dùng mẹo miếc, hồi xưa cứ hay dùng mẹo dùng mồm hút. Đấy, đôi khi rất là sợ. Đó đấy các bác hút này, rất tiện dụng luôn nhá. Chỉ có 30.000 bộ thôi, về dùng lâu dài, dùng gia đình nhà mình, gia đình nào cũng nên có một bộ này, dùng tiện, đôi khi mình cần cái mình có mình dùng luôn. 30k một bộ nhá, dùng siêu bền luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái lọ sáp thơm. Đấy, bác nào mà muốn thơm phòng, thơm nhà các bác mua cho một cái lọ về. Đấy, con này thì tinh chất từ nước hoa, đấy từ rất nhiều các loại hoa thiên nhiên. Đấy, tinh chất người ta làm thành một cái tinh chất dạng lọ sáp nha. Đấy, đi về các bác chỉ bóc ra, sau đó các bác mở nắp ra. Đấy, bóc cho em cái lớp siêu bên trong ra, đậy cái nắp này vào là các bác xài thôi. Cái này là dạng sáp nên là dùng rất là lâu. Đấy, dùng rất lâu, nó không như kiểu dạng nước hồi xưa ấy. Cái này nó là dạng sáp khô. Đấy, như kiểu là nến ấy, như kiểu con nến sáp bây giờ ấy. Đấy, nó dạng sáp như thế nên là dùng rất là lâu nhá, mà rất là mùi, rất là thơm, thơm thoang thoảng nhẹ nhàng. Các bác muốn thơm phòng, thơm nhà, nhà vệ sinh, nhà tắm, rồi là phòng ngủ, phòng khách, những chỗ nào các bác cần thơm, các bác mua cái loại về các bác bóc ra, các bác để vào một góc ấy, là nó cứ tự động là cái mùi thơm nó bay ra thôi, rất là thơm luôn, thoang thoảng nhẹ nhàng, rất là ok. Lên mã cho em sẽ cái lọ sáp thơm. Đấy, lọ sáp thơm bên em đang bán cho bác là 20k một hũ nha, 20k một cái hũ sáp thơm nhá, 20k một hũ dùng rất ok. Đấy, lọ hũ sáp thơm nhá, 20k một hũ. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác cái cây kéo bếp vàng. Lên mã em sẽ cái cây kéo bếp vàng đó. Cây này thì cực kỳ là ok, bên em bán rất nhiều luôn. Đấy, dòng của thương hiệu Asaka Japan. Đấy, chất thép SK5 nhá, không dỉ và cực kỳ sắc bén luôn. Cái cây này thì em đang xài rồi, giá nó rất là rẻ và bình dân, nó chỉ có là đi 30.000 một cây thôi. Đợt này bên em đang xả kho là chỉ có 30k một cái cây kéo bếp vàng nha. Đấy, 30.000 một cây, giá rất hạt rẻ bình dân. Đó, lên mã em sẽ cái cây kéo bếp vàng. Cây này về các bác dùng nhà bếp này. Đấy, xài cắt rau củ quả, cắt thức ăn. Đấy, cắt sử dụng nhà bếp rồi là đa năng luôn. Đấy, sử dụng gia đình nhà mình là hợp lý. Lên mã em sẽ cái cây kéo bếp vàng nha. Đấy, cây kéo bếp vàng. Bên em đang bán một cái cây kéo bếp vàng nha. Với giá là đi 30k một cây nhá. 30k một cây kéo bếp vàng nhá. 30.000 một cây. Hàng của thương hiệu Asaka. Đấy, Japan, Asaka Japan, hàng bãi. Đấy, hàng nội địa Nhật cực kỳ xịn luôn nhá. Kéo bếp vàng 30k một cây. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bình xịt dầu nhớt này. Đấy, lên mã sẽ là cái bình xịt dầu nhớt nhá. Bình này thì của Kabushi Japan.
Bình này thì dung tích của nó sẽ là 250ml. Đó, cực kỳ là ok luôn. Về các bác châm dầu, châm nhớt vào đây. Đấy, các bác sử dụng gia đình mình phịt dầu, phịt nhớt anh em thợ thuyền. Đấy, anh em làm máy móc, máy may thứ gì. Các bác cho dầu, cho nhớt đây, các bác phịt vào chi tiết máy cũng rất là tiện dụng luôn nhá. Cái con này thì nó làm kiểu dạng hệ thống xi lanh bóp nha. Mình bóp, cứ bóp thì sẽ ra. Đấy, không bóp thì nó sẽ không ra, có thế thôi. Nên là nó rất là chủ động về cái việc là cung cấp dầu nhớt nhá. Và cái hay của sản phẩm là cái phần đầu vòi có thể uốn cong đi. Đấy, những cái chỗ nào mà góc khuất thì các bác có thể luồn lách và các bác bóp, các bác phịt dầu thì nhớt vào rất là tiện dụng luôn. Đấy, bóp cho em vài bóp cái là ok. Lên mã em sẽ là cái bình xịt dầu nhớt này. Đấy, bên em đang bán một cái con bình xịt dầu nhớt này với giá sẽ là đi 40k bình nhá. Đấy, xịt dầu, xịt nhớt 40k. Đấy, 40k một cái bình phịt dầu phịt nhớt này. À, một cái bình này dung tích là 250ml nhá. Cái này thì chất liệu bên dưới này của nó là bằng kim loại nên là khá là bền. Đấy, và cái phần hay của cái đầu vòi là nó có thể uốn dẻo này. Đấy, uốn dẻo các hướng kiểu luôn. À, 40k một cái nhá, bình xịt dầu nhớt 40k một cái. Mã hàng xả kho luôn, đó là cái dòng phích cắm chân diệt. Em còn ít em lên mã xả kho bác luôn, giá cực kỳ tốt ưu đãi nhá. Đấy, em báo giá luôn, em đang xả bác giá chỉ còn có 10.000 một chiếc thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái phích cắm chân diệt. Đấy, 10k một chiếc nhá. Chân của nó sẽ là chân đồng 100% luôn. Đấy, các yên tâm về chất lượng. Con này thì chuyên về dùng cho các bác hay dùng cắm những cái ổ điện Nhật. Đấy, ổ điện Nhật thì người ta hay dùng những cái ổ mà chân ấy, chân dẹt rất là dị. Nên đôi khi là các bác dùng chân tròn lại không thể cắm được. Đấy, thì các bác mua cho em mấy chân này về. Đấy, các bác thay vào thì cắm ổ điện Nhật là vô tư ngon lành luôn. Đấy, chân 100 là chân đồng. Mà hàng này thì hàng chống va đập, chống vỡ, chống cháy nhá. Đó, chịu tải cao. 10k một chiếc nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là phích cắm chân dẹt nhá. 10k một chiếc. Đấy, số lượng thì không còn nhiều đâu bạn. Đấy, phích rất là đẹp chắc chắn luôn. Về tháo ốc bắt dây cho em là xài thôi. 10k một chiếc phích cắm chân dẹt nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái dòng dao dọc giấy này, hàng bãi Nhật cũng rất là ok luôn. Cái này về cho anh em thợ thuyền xài này, cắt xén này. Đấy, cho các bác sử dụng gia đình thì tao mình có gọt cắt rất tiện dụng luôn nhá. Đấy, dao thì rất là trơn tru chắc chắn mà giá thành thì rất là hợp lý, chỉ có 10.000 một cây dao giấy thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là dao dọc giấy nhá. Đấy, dao giấy bên em đang bán lẻ một cây là 10k trên một cây. Đấy, còn nếu mà các bác lấy 5 cây thì giá của nó sẽ là 40k. Đấy, 5 cây là 40.000. Còn các bác lấy 1 cây, giá lẻ 1 cây thì là 10.000 nhá. Thì các bác cứ báo nha, lấy bao nhiêu thì cứ báo nha. Lẻ 1 cây này thì là 10.000 một cây. Còn các bác lấy 5 chiếc một, đấy combo 5 chiếc dao giấy một thì là 40.000 nhá. Đấy, lấy 5 chiếc thì giá sẽ tốt hơn. Đấy, dao thì có lưỡi liếc đầy đủ đi kèm. Cái này thì về các bác vẫn có thể là thay lưỡi, thế lưỡi khác cho em thoải mái. Còn ở sẵn trong này thì đã có lưỡi sẵn rồi. Lưỡi thì cũng rất là sắc bén nhá. Dao rất trơn tru nhẹ nhàng tình cảm luôn. Đó, rất ok. 10k một cái nhá, 10k một cái con dao giấy nhá. Đấy, chắc chắn. Còn các bác lấy 5 cây thì sẽ giá sẽ là 40k nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là dao giấy hàng bãi nhá. Rồi cái mã hàng tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bạt phủ xe lâu quan cho bác cái mã này. Đấy, về các bác dùng để mình phủ xe đạp, xe máy, che nắng che mưa. Đấy, cho xe đạp điện này, xe máy, xe đạp nhà mình. Đấy, rồi là các thứ kiểu luôn. Con này thì chất liệu của nó thì kiểu dạng bằng vải, nó như kiểu dạng vải áo mưa ạ, dạng vải áo mưa. Đi về các bác gỡ ra, sau đó là mình phủ thôi. Đấy, chống bụi, chống mưa, chống nắng. Đấy, bảo vệ xe cộ như mình coi nhá. Đấy, hoặc là các bác hay đi ra ngoài mình vứt cốp xe. Đấy, đôi khi dụ mình để ngoài nắng nhiều và ngoài mưa. Đấy, nên anh hỏng xe các thứ là hỏng sơn này, các bác lấy lên các bác phủ nhá. Con này thì đây kích thước em đã ghi rõ rồi. Đấy, để em quay bác luôn. Kích thước của nó thì chiều dài của nó là vào 1m7 ạ. Chiều dài 1m7. Chiều rộng của nó là 60 và chiều cao là 1m2 nhá. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là bạt phủ xe, em báo giá luôn. Thì em đang bán bác là 40k một chiếc bạt phủ xe này. Đấy, 40.000 một chiếc nhá. Dài 1m7, rộng 60 và cao là 1m2. Đó, thì về các bác xem những xe hầu như là bây giờ xe máy đã phù hợp hết với cái loại bạt này. Và đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy, đây sản phẩm thực tế sản phẩm đây nhá. Đấy thì khi mà phủ lên xe này, đấy thì nó sẽ che kín đi nhá. Đấy, che bảo vệ xe cộ của bác nhá. Đấy, không bị bụi, không bị nước mưa. Đó, che vào xe đạp, xe máy rất ok luôn. Đấy, hình ảnh thực tế đây. Nó rất hay luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bạt phủ xe. Đó, bên em đang gửi bác là 40k một cái nhá. 40k một cái. Dài 1m7, rộng 60 và cao 1m2. Tiếp theo thì lên luôn cho bác mã hàng một số cái mã về đồ nhà bếp này. Thì đây lên luôn cho bác đó là cái lọ xay tiêu nhá. Cái lọ xay tiêu. Cái này thì em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác một cái lọ xay tiêu này với giá sẽ là đi 50k một lọ nhá. Đấy, lọ xay tiêu. Đấy, về các bác chuyên dùng để các bác cho tiêu đấy, các bác xay rất tiện dụng luôn.
50k một cái nhá, 50k một cái. 50k ở đây em sẽ quay ra xem thực tế. Cái này thì bản thân em cũng đang xài thực tế luôn. Dùng rất là hay quá, dùng rất là hay. Mình cứ cho tiêu đây, các bác ăn đâu mình xay đấy. Đỡ phải xay trước các thứ nó mất công, rồi là mình xay xong mình để lâu nó hay bị mốc, hay bị mất mùi nhá. Đấy, về các bác cứ cho trực tiếp hạt tiêu đây. Sau đó các bác đậy cho em cái nắp này vào. Đấy, đậy cái nắp này vào này. Sau đó các bác tháo cho em cái nắp này ra, tháo cái nắp trên này ra. Đấy, một tay các bác cầm ở đây này, một tay các bác cầm đây, cứ thế là các bác quay thôi. Thì ở đây nó có cái lõi xoay này. Đấy, thì tiêu nó rơi xuống cái lõi này thì cứ thế là nó quay thôi. Đấy, khi mà dùng xong thì các bác cái lọ này các bác cứ để trực tiếp vào trong tủ lạnh cho em. Đấy, vừa bảo vệ tiêu là nó không mất mùi này, rồi là nó không bị mốc này. Đấy, rồi là lúc nào mà mình dùng thì mình lấy ra mình xay. Còn khi mà dùng xong rồi thì các bác là bỏ trực tiếp cái lọ này vào trong tủ lạnh cho em. Đấy, dùng được rất là lâu luôn. Cái phần dưới này thì của nó bằng thủy tinh, phần trên này thì inox, nói chung là toàn những cái chất liệu an toàn đến người sử dụng thôi. Đấy, an toàn sức khỏe nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là lọ xay tiêu. Bên em đang gửi bác là 50k một cái lọ nha, 50k một lọ. Tiếp theo thì lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái dụng cụ mài dao ba khe. Đó, dụng cụ mài dao ba khe, cái này thì bán cũng rất là nhiều mà giá cũng rất là hạt rẻ luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái mài dao ba khe nhá. Đấy, mài dao ba khe, bên em đang gửi bác một cái mài dao ba khe này là 40k một cái này, 40.000 một cái mài dao ba khe này nhá. Rất tiện dụng luôn. Đấy, bác nào mà không biết mài đá rồi là mài đá thứ là nó lâu nó mất công thì các bác mua cho em cái này về. Đấy, các bác chỉ việc là cho vào các bác liếc chưa. Đấy, cứ cho vào các bác kéo. Đấy, kéo từ số 1 sang đến số 2 và các bác kéo bước cuối cùng là sang đến số 3. Đấy, là các bác đã hoàn thành cho em xong là 3 bước mài dao. Đấy, khi mà các bác kéo cho em mỗi đường vài cái là khi mà các bác lôi ra các bác thái rất ngọt luôn. Đấy, mà sắc rất là lâu mà nó mài rất là nhanh. Chỉ việc cho vào đây kéo vài đường cái nó sắc rất là nhanh luôn. Đấy, các bác không cần phải mài đá mà biết lôi ra nó khuôn các thứ nó lỉnh kỉnh. Đấy, con này cứ cho đây các bác tuốt xem, tuốt vài đường cái sắc bén, lôi ra cái thái thiếc ngon này luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây mài dao ba khe. Bên em đang gửi bác một cái cây mài dao ba khe này chỉ có 40k thôi, 40k một cây. Nói chung là dùng rất là tiện. Đấy, nhà bếp nhà biết các thứ nên có một cây nha, dùng rất tiện luôn. Đặc biệt là các bác chị em phụ nữ. Đấy, các bác mài đá biết các thứ là rất là khó, đôi khi phải có kỹ thuật thì các bác cũng mua cái này về. Đấy, mài nhanh mài tiện mà nó dễ dàng sử dụng nha, 40k một cái. Tiếp theo thì lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái dụng cụ để về các bác xăm thịt này. Đấy, bác nào mà hay ăn những cái món nướng thứ rồi các bác xài con này cho em rất hay luôn. Đấy, các bác dùng để xăm thịt nhá, xăm vào những cái miếng thịt để cho gia vị gia viết các thứ nó ngấm sâu vào miếng thịt này. Rồi là ví dụ như là các bác hay có cái món mà bì, cái món bì nướng ấy mà nó muốn nổ nó giòn ấy, thì các bác mua cái này về các bác xăm. Đây các bác nhìn nó có những cái gai rất là nhọn nhá. Tại vì về thì các bác ví dụ như cái miếng thịt nha, đây các bác cứ này các bác châm vào. Đấy, châm vào. Đấy, hoặc là những cái miếng bì các bác châm vào thì nó sẽ tạo những cái lỗ này. Đấy, ví dụ như thịt thì các bác ướp thì nó sẽ ngấm gia vị và sâu. Đấy, đậm đà ăn ngon hơn. Hoặc như là bì thì các bác xăm như này thì khi mà các bác nướng, các bác chiên rán lên nó nổ ra, ăn rất là giòn luôn. Đó, ăn rất là giòn, rất là tiện nhá. Lên mã luôn cho em sẽ là cái cây xăm thịt. Bên em đang gửi bác một cái cây xăm thịt nha. Với giá là đi 30k một cây nhá. 30k thôi, 30.000 một cái cây xăm thịt rất là hay nha. Đấy, sử dụng gia đình nhà bếp nhà mình rất là ok. Còn các bác thợ thuyền, bác nào mà hay làm thịt nướng lu rồi là những cái món thịt lợn quay cái thứ rồi, đấy, mua con này về rất hay. Cây xăm thịt nhá, 30.000 một cây. Tiếp theo hai thành phần thì bên em vẫn còn hàng để phụ bác nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái này là cái keo hai thành phần này. Đấy, keo hai thành phần. Cái này thì về xài hay lắm. Đó, về các bác dùng để vá lốc máy này rồi là những cái chỗ sắt thép có thứ là nó bị thủng lỗ là thì các bác về các bác giá vào. Cái con này ấy, là nó rất là cứng luôn, khi mà các bác để nó khô đi nó siêu cứng luôn. Các bác có thể dùng máy khoan máy đục các bác đục thoải mái luôn. Đấy, không lo nó bị bể nhá. Đấy, cái này rất là dễ xài, nó sẽ có là hai típ như này. Đấy, hai típ. Đây em sẽ mở ra bác coi. Đấy, về các bác mở cho cái nắp này ra nhá. Mở cái nắp này ra. Đấy, mở ra thì nó sẽ có hai loại keo. Đấy thì một màu vàng và một cái màu xám này. Thì cái này em hướng dẫn bác dùng luôn nhá. Thì về là các bác mở cái nắp ra, sau đó các bác lấy cho em cái xi lanh bóp này, các bác bóp nó vào, ấn nó ra, ấn keo. Đấy, ấn keo. Đấy là nó sẽ lòi ra này, các bác nhìn này. Đấy, em ấn keo là nó sẽ lòi ra. Đấy thì khi mà nó sẽ lòi ra rồi thì các bác cho vào một cái miếng gì đó. Đây, như là. Đấy, ví dụ các bác đựng nó vào đây. Đó, đựng nó vào đây nhá. Sau đó là các bác dùng cái một cái miếng giấy các bác trộn hai loại keo này vào nhá. Đấy, trộn hai loại keo vào nhau và bắt đầu là các bác phết vào những cái chỗ mà các bác cần phết. Đấy, phết vào những cái chỗ nào mà nó bị lủng các thứ rồi. Đấy, phết vào. Con này khi mà các bác để khô đi nó cứng dã man luôn. Đấy, các bác vá những cái con lốc máy này, những cái chỗ mà nó lủng này. Vá những cái chỗ sắt thép nó lủng các thứ rồi nó bị thủng ra, các bác vá vào.
cực kỳ cứng luôn đấy, mà vá mà nó liền vào luôn nhá. Đấy các bác, trước khi mà các bác vá vào được, các bác đánh sạch cái chỗ cái mối các bác cần vá đi. Đấy, đánh sạch nó đi, sau đó các bác vá vào, nhớ giúp em là các bác phun hai loại keo này ra, sau đó là các bác trộn nó vào nhá. Đấy, trộn đều vào với nhau, trộn đều vào nhau để các bác trộn thật đều vào để cho nó kích hoạt hai cái thành phần keo vào với nhau thì nó sẽ tăng cái độ cứng các bác nhá, tăng cái độ cứng lên đó. Lên mã giúp em sẽ lấy cái tip vỉ keo hai thành phần nha. Đấy, hai thành phần, một là thành phần A, thành phần B, về trộn vào nhau và các bác phết vào, các bác vá vào nhá. Đấy, các bác có dính vào. Một cái tip này là 40.000 một tip nhá. Lên mã thì em sẽ cái keo hai thành phần nhá. Đấy, keo hai thành phần. Bên em đang bán cho bác là 40k nhá, hay còn gọi là keo AB đấy. Nhiều bác hay gọi là keo AB nhưng bên em hay gọi là keo hai thành phần nhá. Hai thành phần. Đấy, thành phần A, thành phần B trộn vào nhau và thành một cái dạng keo siêu cứng, siêu chắc, siêu bền. 40k một bộ keo hai thành phần này các bác nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây bàn chải sắt nhá. Cây này thì dùng rất hay luôn. Đấy, các bác dùng về để mình đánh cọ rửa những cái chỗ nào mà nó rỉ sét này, những cái chỗ mối hàn sắc lắm, cái phần đầu này, đầu của nó những cái đầu dạng đầu thép này, đấy, nó rất là sắc luôn và nó đánh rất là sạch nhá. Đấy, nó thiết kế dạng bàn chải, các bác cầm sử dụng rất là tiện đó. Về các bác dùng để đánh sạch những cái mối hàn, những cái chỗ mà nó rỉ sét nhá, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cây bàn chải sắt nhá. Bàn chải sắt bên em đang gửi bác một cái cây bàn chải sắt như này, với giá là đi 15.000 một cây thôi, chỉ có 15.000, giá rất hạt rẻ, bình dân dễ mua nhá, 15k. Đấy, gia đình nào hầu như cũng cần dùng, hoặc anh em thợ thuyền các bác hàn xì cũng nên có một cái nhỉ. Đấy, mình đánh những cái mũi hàn rồi là gia đình vệ sinh những cái chỗ mà nó rỉ sét các thứ, giờ cầm các bác đánh vào rất sạch luôn đó. 15k một cây nhá, 15k một cây bàn chải sắt nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái vỉ đũa Hàn Quốc 10 đôi. Đấy, giá thì đợt này thì siêu tốt cho bác luôn, 20.000 một vỉ đũa Hàn Quốc 10 đôi nha. Đấy, 20.000 một vỉ nhá, một vỉ này là 10 đôi. Về các bác xài gia đình nhà mình quá đẹp luôn. Đây, phần đầu mạ vàng này. Đấy, phần đuôi đũa này. Có làm nhám chống trơn trượt nhá. Nhiều bác hỏi em là cái đũa này có trơn trượt không, thì về các bác cứ gắp thoải mái, hoặc là các bác cứ đi nhà hàng khách sạn ấy, nhiều chỗ ấy toàn dùng cái đũa này thôi. Đấy là các bác biết là chất lượng của nó như nào rồi, mà nhà hàng các thứ là người ta tuyển chọn. Đấy, cái này bên em cũng bán ở nhà hàng các thứ là khá nhiều, mỗi lần nó lấy cả chắc phải cả 100 vỉ luôn đấy. Về nó xài nhìn nó đồng bộ, mà thứ hai nhìn nó đẹp, mà thứ ba nhìn nó sạch sẽ. Dòng này thì chất liệu của nó là sợi thủy tinh nên là các bác dùng yên tâm, không lo nó nấm mốc và không lo nó bị cong vênh nhá. Đấy, mà nhìn nó rất là sang trọng lịch sự đó. Dòng đũa Hàn Quốc nhá. Đấy, đũa Hàn Quốc một vỉ là 10 đôi nhá, giá thì quá rẻ để các bác dễ mua luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái vỉ đũa Hàn Quốc 10 đôi, một vỉ này là 10 đôi, hàng của Korea này. Đấy, Korea, một vỉ đũa 10 đôi, đũa Hàn Quốc nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là đũa Hàn Quốc 10 đôi nhá, với giá là đi 20.000, 20k thôi, bán giá dễ mua được bác luôn, 20k một vỉ 10 đôi. Đấy, mới keo nguyên hộp nha. Đấy, về các bác mua về thay hết những cái đũa ở nhà đi. Đấy, mua cho em cái đũa này về, mình nhìn nó đồng bộ, nhìn nó lịch sự sang trọng. Đấy, sạch sẽ ok, 20k một vỉ đũa Hàn Quốc 10 đôi nhá. Ở Singapore, đấy hôm nay em về làm cái lô hàng sách tay dầu gió ở Singapore rất xịn xò, ok cho bác luôn. Giá thì cực kỳ bình dân, chỉ có 50.000 một chai thôi. Đó thì các bác xem video thì đừng quên ủng hộ em, xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh nó xem sản phẩm và video mới nhất của em. Và khi mà các bác mua hàng với em thì nhớ giúp em là các bác mua hàng hóa đơn trên 200 nhá. Nhớ giúp em là trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship rồi. Giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng, kiểm tra và thanh toán. Đó, em sẽ đi vào những cái mã hàng đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Rồi, mã hàng đầu tiên thì em lên luôn cho bác, đó là sản phẩm dầu gió hàng sách tay chuẩn của Singapore nhá. Đấy, hàng chuẩn của Singapore rất xịn sò, ok. Đấy, rất thơm và cực kỳ nóng luôn. Đấy, các bác đau nhức xương khớp các thứ rồi. Bản này thì hàng này nó xuất cho thị trường Mỹ nhá. Đây này, đấy, made in Singapore nhưng mà xuất sang thị trường Mỹ này. Đấy, LAUSA này, thấy không? Đó, rất ok luôn, dầu gió Singapore nhá. Một cái chai này thì dung tích của nó sẽ là 24ml nhá, 24ml. Đấy, hàng các bác nhìn này, hàng tem bóng lên vân 7 màu là các bác biết là hàng chuẩn chính hãng nhau rồi. Đấy, các bác cứ nhận hàng kiểm tra cho em, yên tâm về chất lượng nhá. Hàng cam kết chuẩn chính hãng cho bác luôn. Đấy, có tem tiếc đầy đủ hết luôn nhá. Giấy hướng dẫn sử dụng này. Đó, còn đây là chai dầu gió. Hàng này thì sẽ là hàng hai nắp nhá. Đấy, hàng hai nắp thì cái hàng hai nắp này thì để chống chỉ định là lại tại sao nó dùng xài cái hai nắp này thì để khi mà xài là trẻ con nó không mở được ạ. Đấy, trẻ con nó không mở được vì đôi khi là cái này chẳng may mà bắn vào mắt các thứ là rất là nguy hiểm. Đấy, cay mắt rất khó chịu. Đấy thì tại sao làm hàng hai nắp thế, để an toàn là không, trẻ con không bị mở là không mở được nhá. Đấy thì các bác muốn mở cái hàng hai nắp này, các bác ấn cho em xuống này, ấn xuống sau đó các bác xoáy ra. Đấy là các bác
là các bác sẽ xoáy được nhau nhá. Đấy là các bác sẽ xoáy được, có thấy không? Ấn chặt vào chưa? Ấn chặt vào. Đấy là khớp vào là sẽ xoáy được. Đấy, mùi rất thơm luôn. Đấy chỉ cần xoáy nắp vào thôi các bác thấy mùi rất thơm. Đây, hàng chuẩn hai nắp luôn nhá. Rất xịn sò, các bác muốn xoáy thì các bác ấn cho em vào là ok. Đấy là sẽ khớp vào. Rất thơm. Một chai này là dung tích là 24ml này, hạn sử dụng của nó đến 2028 luôn. Đấy, hàng đết rất dài nhá. Một chai này là 24ml. Đấy, đây. Mã của nó là 24ml này, 24ml. Rồi, lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là cái dầu gió Singapore. Đấy, bên em đang gửi bác một cái chai dầu gió Singapore này với giá sẽ là 50k nhá. 50k một chai dầu gió Singapore này. Rất xịn sò, ok luôn. Hàng cam kết bác là hàng chuẩn chính hãng nhá. Vẫn còn nguyên siêu, gửi tay bác luôn, vẫn nguyên siêu. Đấy, nhận hàng các bác cứ kiểm tra, bóc ra, test thử cho em, bôi thoải mái luôn. Luôn. Bên em đang gửi bác giá thì cực kỳ là tốt luôn, 35.000 một chiếc túi da đeo hông này. Các bác cứ nhớ mã giúp em sẽ là túi da đeo hông nhá. 35.000 một chiếc. Bên em sẽ có hai màu là đen và nâu. Các bác lấy màu nào thì báo cho em nhá. Thì bên em sẽ chọn màu bác luôn. Đây là màu nâu này. Đấy, con này là màu nâu, còn đây con trong túi này là màu đen đây này. Đây là màu đen này. Đấy, con đây là màu nâu đây. Đó thì lấy màu nào báo cho em. Con này nè. Về các bác có đeo cái thắt lưng ấy. Đấy, đeo cái thắt lưng, các bác xỏ thắt lưng vào đây. Đây ví dụ như ở đây em có một cái thắt lưng như này. Đấy, các bác xỏ cái thắt lưng qua đây, sau đó các bác đeo vào hông của bác nhá. Và các bác trong này thì các bác tháo ra, mở khóa ra để các bác đựng điện thoại này, đựng tiền này, đựng ví này. Đấy, mình mang đi chơi, mang đi du lịch. Bình thường là các bác phải cầm tay và các bác bỏ vào trong túi quần, nó rất là bất tiện nhá. Đấy thì đây ví dụ như con ở đây một con điện thoại này. Đấy, các bác để đây. Đấy, rồi một ngăn nữa thì các bác có thể là để tài liệu, giấy tờ tùy thân, rồi là tiền nong thứ các bác cho đây nha. Đấy, sau đó là các bác đóng khóa vào. Đấy, kín đáo ngon lành, ok. Màu sắc thì trang nhã đẹp lịch sự nhá. Đấy, màu nâu rất là đẹp này, ngoài ra có cả màu đen luôn. Đấy thì bán đồng giá luôn là cứ 35.000 một túi nhá, mọi hai màu bằng giá nhau luôn. Đấy thì có màu đen, màu nâu, lấy màu nào bán nha. Đấy thì khi mà các bác đeo lên rất đẹp, đem đeo các bác còn này. Đây các bác nhá. Đấy khi mà các bác có cái thắt lưng các bác xỏ vào. Đấy, sau đó là các bác xỏ vào cái thắt lưng và các bác đeo vào xem, quá ok luôn nhá. Đấy, đeo nó dịch sang bên hông này, rất đẹp, rất tiện luôn. Này đấy, lấy ra lấy tiền hay nong nó cá này. Đó, rất tiện dụng luôn nhá. Rất ok. Đấy, mình lấy cái gì nó ở ngay cái chỗ cái tầm tay mình với luôn, nó rất là tiện, rất là dễ dùng, dễ sử dụng nhá. Có thấy không? Đấy, đeo lên nhìn rất đẹp. Chất lượng luôn, ok. Đấy. 35k nhá, 35k. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là túi da đeo hông, 35.000 một cái, hai màu là màu đen, màu nâu. Lấy màu nào báo cho em nhá. Túi rất đẹp. Đấy, về các bác đeo vào cái hông ở bên thắt lưng nhà mình. Xỏ thắt lưng vào đây, thế là đeo luôn. Ba ngăn thoải mái các bác xíu đồ luôn, điện thoại, tiền nong, ví, giấy tờ tùy thân vào đây thoải mái luôn các nhá. Sao vào tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái cây gãi lưng này, cây gãi lưng nhá. Đấy, tiếp tục về số lượng lớn và giá thì cũng rất hạt rẻ bác thôi. Đấy, đầu của nó chất liệu là bằng nhựa sừng này, đấy, nhựa sừng. Về các bác dùng gãi cái đầu nhựa sừng nó rất là êm, dễ chịu nhá. Đấy, và con này nó có thể kéo dài ra, thu ngắn vào. Đấy, rất ok luôn, rất tiện nhá. Về các bác hay những cái vị trí mà các bác không thò tay các bác gãi được, đặc biệt là lưng nhớ các thứ ra, để các bác mua ok về kéo dài ra thò về sau lưng các bác gãi nhá. Đấy, gãi ngứa các nhớ các thứ massage ok luôn. Giá đi em báo luôn. Bình dân hạt rẻ thôi, 10.000 nhá, 10.000. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây gãi lưng nhá. Đấy, bên em đang bán một cái cây gãi lưng này là 10k. 10k thôi nhá, 10k một cây gãi lưng thôi, chỉ có 10.000. Giá quá hạt rẻ luôn. Nhiều bác hỏi là keo hai thành phần thì bên em còn không, thì em báo bác luôn là bên em vẫn còn hàng nhá. Keo hai thành phần thì vẫn còn hàng đây. Keo hai thành phần AB đây. Đấy, thì bên em đang bán một cái tip này là 40.000 này. Một tip keo hai phần như này là 40.000. Đấy, 40k nhá. Keo này thì siêu cứng luôn. Đấy, các bác bất chấp cả máy khoan các thứ ra luôn, nó cứng hơn cả đá cả sắt luôn nhá. Đấy thì về rất là dễ dùng thôi. Về thì ở đây về các bác mở trên cái van này ra này. Đấy, vỏ van thì nó các bác sẽ thấy hai cái phần keo này, một cái phần màu vàng và một phần màu đen này. Đấy, thì các bác dùng cái xi lanh này. Đấy, dùng cái đầu xi lanh này các bác đẩy nó lên. Đấy, các bác cho đây các bác đẩy lên. Và các bác bơm nó ra một lượng vừa đủ thôi. Đấy, nói chung là các bác xem nó ít nhiều là các bác bơm ra một cái lượng mà phù hợp để các bác cần vá cái chỗ đấy nhá. Các bác bơm ra sau đó các bác trộn đều hai cái hỗn hợp keo màu vàng và màu đen này, trộn thật đều lên. Đấy, sau đó các bác phết trực tiếp vào cái chỗ mà nó cần, các bác cần vá víu, cần chắc vào. Đấy, sau đó các bác để nó khô là các bác sử dụng thôi. Keo cực kỳ chắc luôn, keo dùng thích lắm. Cái này thì bán khá là nhiều mà các bác dùng về dùng để vá, hay nhiều bác hay vá lốc máy rồi những cái chỗ mà sắt xi, ống nước các thứ, ống nước bằng sắt ấy nó hay bị vỡ rồi thì các bác dùng để vá vào vệ sinh sạch sẽ cái chỗ mà các bác cần vá đi, sau đó các bác phết cái này vào. Lọ keo hai thành phần nhá, lọ keo hai thành phần này đang có giá là 40.000. Lên mã em sẽ giúp em sẽ là cái lọ keo hai thành phần. Đấy, keo hai thành phần này 40k một cái tip keo hai thành phần nhá. 40k một tip này là 100ml nhá. Đấy, một tip này là 100ml. Đấy, 40k một cái lọ này các bác nhá.
Nhà bác nào mà có những cái đồ bằng sắt thép hay là ống nước bị gãy vỡ thì nên sử dụng cái loại keo này. Đây là cái loại keo hàn nối vá sắt thép hay là nhựa rất là tốt luôn. Những cái chỗ mà bị vỡ nứt hay là gãy chỉ cần phủ một lớp keo lên, đợi ít phút cho nó khô cứng lại là ok luôn. Dán xong các bác có thể thấy rất là chắc luôn. Nó chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao lên tới 200 độ C. Và các bác thấy hay nhưng ủng hộ nhá. Khóa titan. Đấy, giá thì bên em vẫn đang bình ổn nữa luôn. Là sẽ làm 10.000 một cái móc khóa titan này. Đấy, rất nhiều bác hỏi cái mã hàng này nhưng mà bữa trước đang bán thì hết hàng, hôm nay thì hàng tiếp tục về nhá. Em báo giá luôn 10.000 một chiếc móc khóa titan nha. Chất liệu thì là bằng titan. Đấy, titan thì các bác biết về cái chất liệu nó rồi. Nó là dòng vật liệu siêu cứng và siêu nhẹ nhá. Đấy, cái dòng này thì nó là hàng của công ty chuyên sản xuất những cái đồ thiết bị cho dân phượt này, dân leo núi này, đấy, dân thám hiểm này. Đấy, đi đây, các bác nhìn cái móc khóa cũng biết rồi. Đấy, thiết kế chuyên dùng cho những cái nhà thám hiểm, nhà leo núi à, con thứ nhá, rất ok luôn. Đấy, con này thiết kế rất là hay. Là bình thường là các bác cũng sẽ thành có một chiếc móc bình thường nha. Đấy, nhưng mà ở đây nó có một thiết kế rất hay là nó có một cái lẫy khóa này, đấy, một cái gen xoáy, các bác xoáy chặt vào. Và khi mà các bác xoáy chặt vào thì nó sẽ cứng ngắc lại luôn, nó không có một cái chỗ nào nó mở ra nữa và nó sẽ khóa chặt luôn nhá, coi nhá, khóa chặt luôn. Đó, đây mới gọi là chuẩn là móc khóa này. Chứ còn bình thường là các bác dùng những cái móc bình thường ấy, nó chỉ có đẩy đẩy nhẹ thôi, nó chỉ là một chiếc móc thôi, nó không phải là khóa. Đây nó có cả khóa này luôn. Đấy, có cả phần khóa cài luôn, thì đây mới là chuẩn móc khóa coi nhá. Đây mới là chuẩn móc khóa này. Đấy, chất liệu bằng titan, siêu cứng, siêu nhẹ nhá, dùng rất thích luôn. Đấy, về các móc chìa khóa này, móc đồ, móc đạc này, hoặc là thậm chí các bác mua về dùng để ví dụ xích chó thứ nào cũng quá ok luôn. Đấy, rồi móc đồ chịu tải cao nhá. Đấy, giá thì gửi bác giá bình dân là rẻ thôi, 10.000 một chiếc móc khóa titan nhá, 10.000 một chiếc, giá rất là hạt rẻ. Đấy, rất dễ mua và rất chắc chắn xịn sò, ok luôn đó, 10k một chiếc các bác nhá. Covid cắm chân dẹt này. Đấy, hàng chuyên dùng cho những dòng ổ điện Nhật nhá. Đấy, ổ điện Nhật thì người ta chuyên dùng những cái chân dẹt nha. Đấy, nên các bác dùng những chân tròn, chân của Việt Nam rất là khó chịu nhá, vì cắm nó không thể cắm được, các bác chỉ có dùng chân dẹt thôi, các bác cắm vào là ok luôn. Đấy, hàng như bên em thì là hàng chuẩn, chân sẽ là chân đồng và cái chân của nó rất là dày luôn nhá. Đây các nhìn này, chân của nó rất là dày luôn, nên khi có cắm cái phần tiếp điểm nó tiếp xúc rất tốt nhá. Đấy, và con này chịu tải lớn lên đến là 16A này, 250V này. Đấy, và dòng này nó là dòng ổ fix chống va đập chống cháy nhá. Đấy, chất liệu nhựa chống va đập chống vỡ chống cháy cực kỳ ngon, chắc chắn chất lượng luôn. Về thì các bác đấu dây vào là xài thôi. Đấy, fix cắm chân dẹt nhá, chuyên dùng cho ổ điện Nhật các bác nhá. Đấy, chuyên dùng cho ổ điện Nhật. Giá của nó thì em báo giá luôn, bên em đang gửi bác giá một cái fix cắm chân dẹt này, giá của nó chỉ có 10.000 thôi. Đấy, 10.000 các bác nhá, 10.000 một cái fix cắm chân dẹt này, 10k một cái, giá rất hạt rẻ bình dân thôi. Đấy, về các bác chuyên dùng để phục vụ những cái ổ điện Nhật nhá. Đấy, vì nó hay dùng chân dẹt, chân của nó sẽ là 100% chân bằng đồng nhá, chân bằng đồng rất xịn sò, ok. Ngoài ra thì các bác có thể dùng ở gia đình nhà mình được. Cái ưu điểm của cái dòng chân dẹt này là thứ nhất là nó tiếp điểm tốt, và thứ hai là các bác cắm là nó không bị tèo. Bình thường là các bác hay dùng những cái chân tròn mà chân Việt Nam hay dùng ấy, là các bác cắm lâu nó rất hay bị tèo, mà một thời gian là ổ nó lỏng ra rất khó chịu. Nhưng mà các bác dùng những cái con chân dẹt này thì ổ nó yên tâm, là ổ cái ổ mà các bác cắm cái phích này vào nó cũng rất là bền. Đấy, nên các bác yên tâm rất là hay nhá. 10.000 một cái phích cắm chân dẹt nha. Đấy, 10.000 một cái nhá. Đó, rất ok, giá rất là rẻ bình dân. Cái này thì số lượng có hạn thôi. Đấy, về đến đâu nó cứ hết đấy các bạn, vì nó không có hàng, nó không có đều các bạn, nên các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Đấy, 10.000 một chiếc phích cắm chân dẹt nha. Đây kia lô đồng hồ hàng thanh lý cửa hàng nhá. Đấy, cửa hàng người ta bán, người ta không kinh doanh nữa, thì bên em ôm lô khoảng tầm vài chục cái cây đồng hồ nha. Đấy, rất đẹp luôn, đồng hồ của nó còn mới nguyên trong hộp nhà nhá. Đấy, còn mới nguyên trong hộp nhà, vẫn còn nguyên cả bọc giấy bóng nè. Đấy, em ôm lô thanh lý được cái lô này, giá rất hời cho bác luôn nhá các bác nhá. Em báo giá luôn, các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái đồng hồ đeo tay, em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác giá, cái giá thanh lý cho bác luôn là 90.000. Đấy, vì bên em ôm lô thanh lý giá rẻ nên là giá nó rất tốt luôn, 90.000 một cái đồng hồ đeo tay nha. Đây, một chiếc đồng hồ mới keng nhà các bác nhá. Đấy, hàng này thì em nói luôn là hàng này hàng của tàu nhá, hàng của tàu. Đây, Made in China nhá. Đấy, Made in China này. Đấy, em nói luôn hàng của tàu, không đến lúc đến nơi các bác ạ, bảo là đồng hồ Nhật các thứ giờ nó rất là khó. Đấy, em nói luôn đồng hồ hàng của tàu nhá. Vì nói chung là nó so với tầm giá thì các bác có một cái con đồng hồ này để các bác đeo vào tay thì quá đẹp luôn. Đấy, mình đeo đi chơi đi bài rất đẹp các nhá. Đây các bác nhìn này. Rất đẹp luôn. Đấy, hàng tàu nhưng mà hàng có hãng đầy đủ hết các nhá. Đây là hãng của Gokai này, hãng Gokai. Đấy, hãng này cũng khá là nổi tiếng, em check trên mạng là cái hãng của tàu này nhưng mà cũng rất là nổi tiếng đấy, cái hãng này. Đấy, hàng là bao sống các bác nhá, về là các bác vẫn chạy ngon lành nhá. Đấy, các bác chỉ việc ấn nút cho em này,
xoay này, xoay cho các bác chỉnh giờ, ấn nút thế là xong. Đây này, đồng hồ chạy ngon lành luôn. Mặt rất đẹp luôn nhỉ. Đây em quay cận cảnh các bác xem cái phần mặt nó này. Mặt rất đẹp luôn nhá. Đấy, mặt rất đẹp, dây riếc ngon lành hết luôn. Đấy, về các bác chỉ việc đeo thôi, không cần phải lắp pin hay là thay pin như nào cả. Hàng của nó là vẫn còn chạy ngon lành hết luôn. Đây, đấy, có thấy không? Đeo vào lên nhìn rất sang trọng lịch sự nha, rất đẹp nhá. Số lượng có hạn đâu nhá, khoảng tầm 20 con, nó không nhiều đâu. Nên là rất là em để cho bác cái giá này, nó rất là hạt rẻ rồi. Đấy, đi em báo giá luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái đồng hồ đeo tay nhá, 90.000 một con này nhá. Đấy, chốt nhanh số lượng hạn nhá, gọi luôn cho em đi, chứ không có nhiều đâu. Em đảm bảo bác luôn là cái mã này thì thế nào các bác cũng tranh nhau luôn, vì nó không có hàng. Đấy, hàng là hàng ôm đô, cửa hàng thôi, nó có vài chục cây đâu các bạn, không nhiều đâu, nên là các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Đấy, chạy ngon lành luôn này. Đó, rồi 90k nhá, đồng hồ đeo tay. Đấy, về các bác đi chơi, đi du lịch, đi ăn cỗ ăn bàn những thứ rồi mình đeo vào. Đấy, nhìn nó sang trọng lịch sự, nhìn nó đứng đắn con người lên, rất ok luôn các nhá. Đấy, đeo vào quá ok luôn này. Đây, đấy các nhìn này, tay nhìn đeo vào rất chất lượng luôn, lịch sự ok. 90k một cây, vào việc chốt đơn nhanh luôn nhá, không nhiều đâu các nhá.